chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện toàn chức cao thủ của tác giả hồ điệp lam bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube thích nghe truyện 247 trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn Hai pháp sư chiến đấu, hai bậc thầy pháo súng, tất cả đều là kiểu nghề thiên về công kích. Lấy Diệp Tu làm chủ, Tô Mộc Tranh phụ giúp khống chế, tuy là phó bản ngang cấp nhưng lại càn quét qua bản một cách nhanh chóng. Mặc dù thiên thành với mã hậu pháo đã theo chân phá bản nhiều lần, nhưng bây giờ mới được tận mắt chứng kiến hai vị đại thần thực sự ra tay là thế nào. Lợi hại quá, hai người chăm miệng một lời khen ngợi, tất nhiên mục tiêu hướng đến không giống nhau. Thiên thành là fan Diệp Tu còn mã hậu pháo là fan Tô Mộc Tranh dù sao không ảnh hưởng đến quan hệ của cả hai, bởi ai cũng biết quan hệ giữa Diệp Tu và Tô Mộc Tranh không bình thường, nếu fan của cả hai không thể chung sống hòa bình thì chẳng phải sẽ làm mất mặt thần tượng hay sao. Hai người lòng đầy kích động mà chiến đấu, một đường đẩy ngã tiểu quái. Đào mắt đã đến chỗ bu, cả hai không hề thấy bối rối. Vì có đồng đội siêu nhân thế này, bọn họ hoàn toàn không được hưởng thụ độ khó của phó bản, chỉ cần để ý CD kỹ năng với độ tiêu hao của mana rồi dùng cách gây damage hữu hiệu nhất để chiến đấu là được. Boss số 1 bị đạp đổ nhanh chóng, Trần Quả nhìn thoáng qua thời gian, mặt mày hớn hở, chỉ có điều không tìm được ai để chia sẻ. Cô cũng không muốn quấy rầy Diệp Tu với đường nhu đang tập trung vào phó bản. Một đường tiếp đó đều thuận buồm xuôi gió, Boss thứ hai bị đạp đổ còn nhanh hơn con đầu, Trần Quả lại nhìn thời gian, không nhịn được bèn chạy đi mở chai nước tự uống chúc mừng. Đoạn cuối cùng của phó bản Hồ Thiên Ba là chiến đấu dưới nước, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Diệp Tu tự tin. Chiến đấu dưới nước, Người chơi PvE không phế như hồi PvP, nhưng dù sao ở phương diện này, Diệp Tu với Tô Mộc Tranh vẫn chiếm ưu thế đáng sợ hơn. Mà những người khác cũng tập quen cách đánh đoạn này của phó bản rồi. Tiến lên, tiến lên, không ngừng tiến lên. Trần Quả không thèm nhìn tình hình cuộc chiến nữa, chỉ vừa nốc nước vừa liếc thời gian, càng nhìn càng hưng phấn. Phó bản cấp 40 gồm 3 boss nhỏ và một em chùm cuối. Sau con số 2, giết tiếp gặp con số 3, đấu pháp mặc dù không giống nhưng tình thế hoàn toàn tương tự, không có tí cản trở nào, boss số 3 ngã xuống. Đoạn cuối rồi, mọi người đừng thả lỏng vội. Xuyên suốt cả phó bản, mãi đến boss cuối cùng, kẻ chỉ huy Diệp Tu mới nói ra câu đầu tiên. Toàn đội phối hợp hết chỗ chê, cả quá trình chả có gì để nói. Rõ, tất cả mọi người lên tiếng, cố gắng lên, mọi người cũng nghe được giọng nói của sếp tổng giấu mặt. Lên, Diệp Tu nói một tiếng, vẫn theo cách thức cũ. Phong sơ yên mộc của tô mộc tranh dụ quái, quân mạc tiếu của diệp tu nhanh chóng lên tiếp quái nã pháo chiến mâu vì chỉ là có vài nghề sâu lâu tỷ lệ lặp lại hiệu quả kỹ năng dĩ nhiên rất cao không thể hoành tráng như nhiều nghề cùng bùng cháy có điều hiệu suất không hề thua kém thanh máu của box cuối không ngừng tụt xuống nó hoàn toàn bị nắm giữ trượt liên tục với tốc độ mắt thường có thể trông rõ đẩy ngã nó đẩy ngã nó chân quả không dám lên tiếng hai tay bắt vào một cách máy móc trong lòng không ngừng lẩm bẩm ngã cuối cùng Cô không cần kiềm chế nữa, có thể dùng hết sức hô lên câu này rồi, boss cuối của hồ thiên ba thuận lợi ngã xuống. Thông báo của hệ thống cũng ngay lập tức công bố, chúc mừng người chơi của công hội Hưng Hân, Quân Mạc Tiếu, Phong Sơ Yên Mộc, Hàn Yên Nhu, Thiên Thành, Mã Hậu Pháo phá kỷ lục phó bản hồ thiên ba, thành tích 30 phút 25 giây 41. Lâu lắm không thấy mấy dòng này, Đường Nhu cũng cười rất thỏa mãn. Trái ngược hẳn, Trần Quả lại hơi tiếc nuối, thấy Diệp Tu với Đường Nhu nhìn sang, mở miệng nói công hội Hưng Hân nghe không hay lắm, hay chúng ta cũng gọi hưng hân các hay gì đấy đi. Bút xa gà chết rồi mới kêu đổi tên mặt cười, mà nói mới thấy, mấy bang hội trong game toàn có các, đường, lâu phía sau. chương 398, yên tĩnh đến lạ, đúng lúc mọi người đều hưng phấn vì phá được kỷ lục, xếp sau màn lại đột nhiên chửi xéo tên công hội, đến một kẻ thân kinh bách chiến như Diệp Tu cũng phải bất ngờ. Giọng trần quả tất nhiên truyền thẳng vào game rõ ràng qua tai nghe của Diệp Tu, cả đội nghe xong chợt lặng ngắt như tờ sau khi đờ người một lúc cuối cùng vẫn là Diệp Tu hiểu biết nhiều vội dìm chủ đề trêu chọc tên công hội xuống bây giờ cứ để thế đi khi nào tới thần chi lĩnh vực thì tính tiếp sau cùng vẫn lấy bên đấy làm chủ mà cũng có lý Trần Quả gật đầu rồi như thể nghĩ ra ý gì vậy chúng ta cũng phải thành lập công hội ở các khu khác nữa chứ Diệp Tu toát mồ hôi vội can ngăn còn sớm mà còn sớm mà ừm Trần Quả đáp sau cùng không nói thêm gì nữa có điều sự kiện bất ngờ này đã dập tắt nỗi hưng phấn của mọi người với kỷ lục phó bản cứ tiếp tục hưng phấn thì chẳng khác gì một thằng ngốc vẫn là diệp tu có phong độ đại tướng đối mặt bốn người lần nữa hắn bình tĩnh nói tiếp tục phó bản nào họ mới chỉ dùng lần phó bản đầu tiên để lập kỷ lục mới còn thừa hai lần đương nhiên phải tiếp tục dùng nốt đây là một lựa chọn rất bình thường bốn người kia không ai có ý kiến thế là trong lúc những thành viên còn vì công hội lập kỷ lục mà hoan hô ăn mừng năm nhân vật chính của chúng ta đã trở về luyện cấp như cũ. Thực ra sự hưng phấn trong họ không dập tắt nhanh thế, chẳng qua bị một vấn đề kỳ lạ cắt ngang, nhất thời không biết nên tiếp tục thế nào thôi. Điển hình như thiên thành với mã hậu pháo, sau khi bắt đầu đánh bản lần hai, cả hai thỉnh thoảng lôi bảng kỷ lục ra xem, thưởng thức tên mình và thành tích 30 phút 25 giây 41 đứng đầu bảng kỷ lục Hồ Thiên Ba, rồi rủ nhau cười ngu. Thoáng chốc, hai người vì mất tập trung nên lệch khỏi tiết tấu của đội, gây ra sai lầm lần phá bản thứ hai hiển nhiên vô duyên với kỷ lục. Cả hai vội vàng nhận lỗi, Diệp Tu cũng chẳng tính toán chi khiến hai người thoải mái hơn. Kỷ lục hiện tại đã quá trâu bò, 30 phút 25 giây 41, vượt qua đội đứng nhì chừng 4 phút. Đấy gần như là kết quả của khả năng khống chế trận mạnh mẽ khi Diệp Tu liên thủ với Tô Mộc Tranh. Dù trong liên minh chuyên nghiệp đỉnh cao, sự phối hợp của cả hai cũng khó lòng vượt qua. Cũng là câu nói kia, độ khó phó bản càng cao, ưu thế đội ngũ của Diệp Tu càng lớn, bởi vì họ có hẳn hai em thực lực cấp chuyên nghiệp diệp tu rất hài lòng với kỷ lục chuyện khiến hắn cảm thấy kỳ quái chính là phản ứng của các công hội lớn toàn bộ thế giới thực sự quá yên tĩnh yên tĩnh đến độ không hợp với lẽ thường ở vinh quang ngay khi vừa thoát phó bản diệp tu đã chăm chú ngó chừng xung quanh song không hề phát hiện bất kỳ động tĩnh gì chẳng lẽ mấy công hội ngoan ngoãn từ bỏ chuyện cạnh tranh thật ư diệp tu không tin sự thật lại lù lù trước mặt bằng kinh nghiệm của diệp tu đây chắc chắn có âm mưu, tất cả công hội đều án binh bất động, chứng tỏ chúng đã dự liệu trước, chắc hẳn có sẵn hậu chiêu to lớn nào đang chờ đợi họ. Nhưng đó là gì? Diệp Tu vừa nghĩ vừa nhắn tin, đầu tiên đương nhiên phải hỏi người vẫn luôn quan hệ tốt với mình, hội trưởng khu lam khê các Lam Hà. Thế nào, cậu thấy tôi lợi hại không? Diệp Tu mở lời, cái gì? Lam Hà đáp lại, kỷ lục ý, kỷ lục mới, cậu không thấy à? Diệp Tu đáp, à, thấy rồi, nhưng đây là chuyện trong dự kiến hết mà. Lam Hà trả lời cực kỳ bình tĩnh. Ơ thế mấy cậu định làm gì? Diệp Tu hỏi, Lam Hà hiểu được ý Diệp Tu, chỉ có điều thăm dò thẳng thắn thế này thật làm cậu bó tay, đành phải. Đáp lại, cậu có rảnh thì chơi tài khoản tuyệt sắc đi, công hội nhiều người nhớ cậu lắm, thường hỏi thăm tin tức về cậu. Nếu cứ nói thằng tuyệt sắc là Lam Hà, để họ tới tận nơi thăm cậu thì không tốt chút nào. Dù sao cậu cũng là nằm vùng mà. Diệp Tu nói, Lam Hà nghẹn họng, thật sự quá hư cấu lại có thằng hội trưởng thay nằm vùng suy nghĩ chu đáo thế ư. Quá hư cấu mà, Lam Hà thực sự không tìm được từ gì để hình dung cảm giác của mình lúc bấy giờ. Thế thôi vậy đi, mọi người sắp rời khỏi Hồ Thiên Ba rồi, có phải mấy cậu đã bày trò gì ở khu luyện cấp tiếp theo không? Nói thật, tôi chờ mong lắm ấy. Diệp tu chốt câu cuối, kèm theo một emo thể hiện sự mong mỏi. Lam Hà thấy mà run, bọn họ bày trò không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều để Diệp tu được hời rồi nghinh ngang bỏ đi. Từ góc độ này mà nói, Diệp Tu thực sự có lý do mong mỏi mấy trò của họ. Coi bộ làm ông anh thất vọng rồi. Câu trả lời của Lam Hà khiến Diệp Tu giật mình, ý là lần này, các công hội lớn sẽ không làm gì thật à. Buông xuôi Hồ Thiên Ba thì đành thôi, tranh lệch giữa thực lực thủy chiến quá lớn mà. Nhưng cấp 44 đến 46 sẽ quay về như cũ, các công hội lớn chẳng có lý do gì mà ngoan ngoãn như thế cả. Diệp Tu nhất thời không hiểu nổi, chỉ có thể bước tới đâu tính tới đấy. Sau 2 ngày lập kỷ lục Hồ Thiên Ba, đội ngũ của họ cũng thuận lợi lên cấp 44, có thể tiếp tục khiêu chiến kỷ lục phó bản khác. Các công hội có tốt nhân vật đứng đầu đã rời khỏi Hồ Thiên Ba. Chẳng qua sau chiến dịch Hồ Thiên Ba, các chú chết nhiều quá làm kinh nghiệm không hơn kém mấy dần xuất hiện sự so le. Tốc độ cày cấp đồng đều của các công hội cũng rối loạn cả lên. Dù đứng trước hay sau đi chăng nữa, đợi đến lúc bọn Diệp Tu chạy sang thì các công hội lớn đã tề tụ hết ở đây. Vào dạng sáng đêm nay, chuyện vượt tân phó bản mới là quan trọng nhất. Tất nhiên, giờ Diệp Tu không còn bán hướng dẫn phó bản nữa. Có chính hắn tham gia cạnh tranh thì không thể đảm bảo kỷ lục phó bản, làm gì còn người tới mua. Bản hướng dẫn phó bản giờ đã thành bài tập nghiên cứu chuyên sâu của bạn trẻ muội quang rồi. Tất cả mọi người phải cẩn thận hơn, dạng sáng nhanh chóng đến, Diệp Tu tụ tập cả đội. Vừa nhắc nhở mọi người vừa tiến quân đến khu luyện cấp mới và phó bản mới. Vì cấp độ tranh lệch khá xa, khu luyện cấp mới vẫn là thiên hạ của 99 thằng. Nhưng nơi đây không còn ưu thế thủy chiến tuyệt đối nữa, nếu mấy tên kia thực sự sáp lá cả đánh 5 người họ thì không dễ ứng phó lắm đâu. Diệp Tu biết rõ, vậy nên hắn đã cẩn thận mọi lúc mọi nơi ngay khi vừa lên cấp bậc này. Cuối cùng, khu luyện cấp rừng rậm hắc ám level 44 đến 46 giống hệt tên của nó, vô cùng u ám và tĩnh lặng. Ngoại trừ đám quái ẩn núp xung quanh, Diệp Tu không hề thấy được bất kỳ uy hiếp nào từ người chơi. Càng như vậy, tâm trạng diệp tu càng trở nên trầm trọng. Trần quả ngồi cạnh thấy vẻ mặt nghiêm túc của diệp tu, không nhịn được hỏi sao thế không sao cả thuận lợi quá nên thấy kỳ thôi. Diệp tu nói, sợ hết rồi à. Trần quả hỏi cứ cho là sợ đi chăng nữa thì đối với sự cạnh tranh của các công hội dưới chứng câu lạc bộ sợ cũng phải lên sợ cũng phải nghĩ cho ra cách giống như hai đội mạnh yếu gặp nhau trong vòng đấu chuyên nghiệp đội yếu không thể trực tiếp bỏ quyền không đấu mà phải nghĩ cách giành chiến thắng chứ. Diệp tu nói nhưng đây có phải sân đấu chính quy đâu, đây chỉ là game online thôi mà. Trần Quả nói, game online, khi Diệp Tu lặp lại hai chữ này, nhân vật của hắn cũng đã dẫn dắt bốn người tới cửa phó bản rừng rậm hắc ám. Làm gì đây, bốn người đều đợi Diệp Tu chỉ đạo, vượt phó bản này, Diệp Tu cũng hết khách, không xảy ra chuyện gì thì hắn đành tiếp tục như thường thôi. Phó bản rừng rậm hắc ám cấp 44 đến 46, tuy Diệp Tu không bán hướng dẫn phó bản nữa, nhưng vì nhà mình còn cần kỷ lục, hắn đã nghiên cứu nên đánh thế nào từ lâu rồi. Đội ngũ mới vào phó bản lần đầu, không nhẹ nhàng như đã từng tập quen, đánh và giết như thế nào, phối hợp chỗ đứng ra sao, những chỗ không rõ phải dặn dò từ đầu tới đuôi, đánh hết một ngày cũng không lập được thành tích gì. Đấu pháp của Diệp Tu, mọi người đều nhớ đầu quên đuôi, thỉnh thoảng quên mất vài chi tiết, ba lượt một ngày thực sự không đủ dùng. Đồng thời, các công hội khác cũng không lập được thành tích gì, kỷ lục phó bản rừng rậm hắc ám tạm thuộc về hệ thống chỉ có đội ngũ của mưu đồ bá đạo chiếm đầu phó bản mà thôi ngày tiếp theo cũng lặp lại như hôm trước chẳng qua đấu pháp của bọn diệp tu được xây dựng trên khả năng phối hợp khống chế trận của diệp tu và tô mộc tranh mà tô mộc tranh thì không cần diệp tu nói tới hai lần giữa hai người chẳng cần phải thích ứng gì cả có hai người dẫn đầu chuyện của người thứ ba trở nên cực đơn giản vậy nên dù đang luyện đấu pháp sự thích ứng của đội diệp tu luôn nhanh nhất sau lần phó bản thứ ba nhân vật của năm người cuối cùng cũng lên tv kỷ lục phó bản trong tay hệ thống đã bị họ đoạt được. Trên thế giới tất nhiên tràn đầy tiếng sợ hãi và thán phục quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu chính là trùm khu 10, đây đã là đề tài không thể tranh cãi, mà các công hội lớn vẫn luôn liều mạng vì kỷ lục phó bản, nay lại bình tĩnh vô cùng. Ngày thứ ba, tự mình phá kỷ lục của mình, ba chuyến phó bản thì hai chuyến phá kỷ lục, top 3 bảng kỷ lục đều là tên Hưng Hân. Ngày thứ tư lại phá thêm hai lần, tên công hội trên bảng kỷ lục đã có thêm năm. Ngày thứ năm, Ngày thứ sáu, Diệp Tu cố ý khống chế, cố ý không ngừng tự phá kỷ lục của mình. Trên bảng kỷ lục của rừng rậm hắc ám chỉ còn duy nhất tên một công hội, tên nhân vật hoàn toàn giống nhau, từ xếp thứ nhất tới xếp thứ 10, hoành tráng không gì sánh kịp. Mà tất cả công hội lớn vẫn yên tĩnh đến lạ, chương 399, Tết âm lịch sắp tới rồi. Không có sự ganh đua kịch liệt của các công hội lớn, lập được kỷ lục không còn phấn khích như trước nữa. Cũng giống như cuộc thi chạy trăm mét, giành được quán quân trước mặt bao người mới kích động chứ. Nếu chỉ còn lại một người thi, một người ôm hết các giải, vậy chẳng còn ý nghĩa gì. Cảm xúc của công hội hưng hân với kỷ lục phó bản rừng rậm hắc ám chính là như thế. Vốn người chơi vinh quang rất để bụng kỷ lục, nhưng tình trạng này tựa như đang độc diễn. Tuy chuyện độc chiếm 10 vị trí đầu của bảng xếp hạng khơi lên làn sóng sợ hãi của con dân khu 10, khiến các thành viên công hội hưng hân cảm thấy tự hào, song năm người lập kỷ lục đều cảm thấy chán nản cực kỳ ngay cả thiên thành và mã hậu pháo cũng vậy, liên tục lập 10 kỷ lục làm hai người chơi thường dần chai lì cảm xúc. Lẽ ra nên hưng phấn 10 lần, đến cuối cùng lại mất sạch cảm giác. Kỷ lục nữa hả mày? Ờ, nữa, hơi hợt đến vậy, cả dấu chấm than cũng không có. Tiếp theo làm gì, hận nhất là không có tính khiêu chiến đường nhu hỏi Diệp Tu. Không ai quấy rối cũng tốt, chúng ta tiếp tục tăng cường luyện cấp Diệp Tu vẫn bình tĩnh, trước đó còn nghi ngờ các công hội khác im hơi lặng tiếng, giờ mối bận tâm đã biến mất không còn dấu vết. Thế là, cả bọn lại tiếp tục những công việc cần để tăng cấp như phó bản, luyện cấp và nhiệm vụ. Vì sự tranh lệch cấp bậc, đội ngũ luôn cố định chừng ấy người, ngày ngày chơi game, máy móc hệt như game offline. Nhưng Diệp Tu vẫn nghiêm túc chơi, ngoại trừ luyện nhân vật của mình, mỗi ngày hắn cũng sẽ giải quyết một số việc trong công hội. Thường thường dạy bảo hai ma mới đầy hứa hẹn đường nhu và bánh bao xâm lấn. Thậm chí còn thường quan tâm đến sự tiến bộ trong thao tác của muội quang, Nghiên cứu hướng dẫn phó bản cùng cậu ta. Một ngày, hai ngày, thời gian dần trôi, cấp bậc mọi người ngày càng tăng, giải đấu chuyên nghiệp cũng diễn ra đều đặn. Từ ngày ấy, tiệm nét hưng hân vẫn giữ truyền thống tiếp sóng các trận đấu thường quy, nhưng màn hình đã không còn dành riêng cho ra thế, chỉ tròn chiêu những trận hay. Cứ thế, sự cuốn hút quả nhiên giảm mạnh, trận đấu thường quy thiếu vắng sự náo nhiệt của dĩ vãng. Dù sao, khán giả trung thành của giải đấu ấy đều là cộng đồng fan, ánh nhìn trao nhau khá thân thiết có tiếng nói chung cả bọn chưa chắc thích xem màn hình lớn lại thích tụ tập nhau chửi mắng đối thủ khích lệ đội nhà buổi tiếp sóng trận đấu thường quy ở tiệm nét hưng hân có thể thành công đó là vì bầu không khí này nay không còn chiến đội ra thế làm mục tiêu thu hút chỉ bằng màn chiếu lớn hiệu quả thật sự khác biệt gặp những trận đối đầu đáng chú ý tiệm nét vẫn lôi cuốn được nhiều người nhưng đã vắng mất sự náo nhiệt ngày xưa không ít người vì thế mà tiếc nuối đám khách quen hoài niệm bầu không khí cũ thậm chí có người còn khuyên Trần Quả làm như trước, lại bị Trần Quả từ chối ngay. Chương trình tiếp sóng ở Hưng Hân không còn hoành tráng nữa, may mà việc làm ăn không bị phá hỏng. Lưu lượng khách mỗi ngày vẫn tấp nập, những ngày bình yên thường trôi rất nhanh. Trong quá trình thăng cấp từ 44 đến 46 ở rừng rậm Ha Cám, công hội Hưng Hân không bị các công hội khác khiêu chiến. Bảng kỷ lục liền bị họ độc chiếm, chớp mắt đã vào cuối tháng 1, Tết ta sắp tới rồi. Bên game Vinh Quang bắt đầu tuyên truyền hoạt động Tết, mà từ trước đến nay hoạt động này luôn kéo dài nhất phanh quang phần thưởng rất hậu hĩnh là hoạt động lớn nhất năm chẳng qua hoạt động có đặc sắc mấy cũng khó làm việc kinh doanh của tiệm hưng hân khá khẩm hơn trong nước không thể đánh đồng tết âm lịch và giáng sinh với nhau ngay cả trong liên minh chuyên nghiệp tết âm lịch cũng là một kỳ nghỉ tạm ngừng giải đấu đồng thời những khách quen thường đến ủng hộ tiệm lũ lượt về nhà đoàn viên trần quả là một người xếp tốt cô đã cho nhân viên nghỉ về nhà từ lâu cậu thì sao cuối cùng trần quả hỏi thăm anh nhân viên mới nhận năm nay còn chị nhân viên mới diệp tu hỏi lại đây chính là nhà chị trần quả nói hãy cưu mang em đi diệp tu quyết đoán chú em không về nhà hà trần quả nhíu mày diệp tu chậm rãi lắc đầu trần quả khẽ thở dài không nói thêm gì đây là chuyện nhà người ta tuy rằng ở chung một thời gian cũng tính là bạn nhưng trần quả không biết nhiều cô cảm thấy bản thân không có tư cách lắm lời cũng được tất nhiên năm nay coi như có người bầu bạn sau cùng trần quả vẫn vui vẻ chào đón diệp tu tiểu đường đâu diệp tu hỏi thu dọn đồ đạc rồi em ấy về nhà câu hỏi diệp tu hơi là lạ trần quả gật đầu nhà em ấy ở đâu đây là lần đầu diệp tu hỏi thăm chuyện riêng của đường nhu ai ngờ trần quả lại lắc đầu không biết này chị có thấy lai lịch của tiểu đường thật ra rất bí hiểm không diệp tu hỏi trần quả chỉ cười bảo thì có sao đâu dù gì cũng không phải người xấu chuẩn diệp tu gật đầu xoay người chuyên tâm chơi tiếp ngày mai chính là đêm giao thừa tiệm chẳng còn khách chỉ nghe tiếng nhấn chuột và bàn phím của diệp tu vang vọng đám nhân viên đã vui vẻ nhận lì xì của trần quả rồi về nhà ăn tết trần quả nhàm chán dạo quanh hai vòng chợt nhìn thấy đường nhu kéo hành lý từ trên lầu xuống trần quả vội đến giúp đỡ đường nhu bèn xua tay không nặng đâu đoạn dứt lời tự mình xách xuống mọi người đi rồi đường nhu nhìn khắp tiệm cuối cùng ánh mắt ngừng lại trên người trần quả hỏi anh còn ở đây phía sau một góc máy tính, một bàn tay chợt vươn lên giữa xương khói lượn lờ, vẫy hai cái, thay Trần Quả trả lời câu hỏi. Anh không về nhà à? Đường Nhu cũng hỏi to, bận lắm, anh còn phải làm việc. Diệp Tu trả lời, Đường Nhu và Trần Quả không nhịn được phì cười, với sự hiểu biết về Diệp Tu, cả hai đương nhiên biết đó là câu bông đùa, lý do không về nhà chắc chắn không phải vậy. Thời đại này rồi, nhà ai lại không có máy tính chứ? Thứ tiệm nét cung cấp chỉ là bầu không khí mà thôi. Vào thời điểm Tết ta đặc biệt, ai cũng có bầu không khí quan trọng hơn để hưởng thụ, kẻ thích tới tiệm nét chơi đành nhẫn nhịn trong nhà. Về nhà đừng quên luyện cấp nhé, đừng như bánh bao, mới nghỉ một hoạt động đã bị mọi người bỏ xa lắc xa lơ. Diệp Tu rốt cuộc cũng dừng làm việc, bước tới ân cần dặn dò đường nhu đang chuẩn bị xuất phát. Biết rồi, đường nhu cười trả lời, lại đây, nhận lì xì, chân quả chia ra một phong bao đỏ, cảm ơn sếp, năm mới vui vẻ, đường nhu cười tươi hơn, không chối từ mà nhận lấy. Của tôi đâu, so với người không chối từ, còn có người chủ động xin. Cậu vội gì trần quả trợn mắt, quyết không cho, ngay cả nhà tôi cũng không về, hẳn nên cộng vào phí tăng ca chứ. Diệp Tu hỏi, tiểu đường, chị giúp em gọi xe. Trần quả trực tiếp lơ đẹp Diệp Tu, trải qua một tháng tập quen, trần quả khâm phục trình độ của Diệp Tu, nhưng sùng bái hay kính ngưỡng thì chẳng còn gì sắt. Đi đường cẩn thận đó, Diệp Tu cũng bước ra vẫy tay tiến đường nhu Năm mới vui vẻ Đường Nhu cũng vẫy tay với Diệp Tu, chui lên xe taxi đang dừng ven đường, Trần Quả và Diệp Tu nhìn theo chiếc xe đi xa đần. Lạnh quá, trở về thôi. Diệp Tu rụt cổ kêu Trần Quả. Ừ, Trần Quả đáp, hai người cùng trở về tiệm nét. Còn mở cửa không, Diệp Tu chỉ cửa tiệm. Trần Quả thoáng nhìn, không có chuyện để làm, cứ mở đi. Lễ Giáng sinh còn có cây, Tết ta không cần trang trí gì à? Diệp Tu hỏi, Trần Quả giật mình, chuyện này, chị chưa từng nghĩ tới chả có thường thức gì cả. Diệp Tu nói, có mỗi mình chị, lười làm. Trần Quả đáp, ây, năm nay không phải, tôi thấy thời tiết cũng được, không bằng chúng ta cùng đi sắm đồ Tết há. Diệp Tu nói, thời tiết cũng được à, nãy ai than lạnh vậy ta? Trần Quả hỏi, lạnh là vì mặc quá ít. Diệp Tu xông lên lầu khoác thêm áo rồi đi xuống. Kết quả bị Trần Quả đần mặt nhìn hồi lâu, cậu chỉ có mỗi cái áo khoác này à? Trần Quả hỏi, chính xác, Diệp Tu trả lời có phải cậu chỉ chuyển từ đường cái đối diện sang thẳng đây không hả? Lười đến vậy, chả thèm sách gì theo luôn. Trần Quả nói, chị biết rồi mà, có phải tôi giải nghệ vì muốn tới đây làm quản lý nét đâu? Diệp Tu nói, vậy đồ đạc của cậu đâu? Trần Quả hỏi, ừ thì, ở chỗ của Tô Mộc Tranh. Diệp Tu nói, ý, Trần Quả lập tức vui vẻ, chị đến dọn đồ giùm cậu há. Đi mấy trăm chuyến cũng duyệt luôn, không có gì quan trọng ở đó hết. Diệp Tu nói, chả sao, hẳn nhiên, Trần Quả Đách quan tâm đồ đạc của Diệp Tu. Theo đuôi idol chứ gì, đừng gấp, gần đây em ấy cũng nghỉ, hôm nào hẹn sang đây chơi là được. Diệp Tu nói, hôm nào, hôm nào, Trần Quả vội hỏi, chị muốn hôm nào, mỗi ngày, chút nữa tôi hỏi em thử. Được rồi, giờ đi sắm đồ Tết thôi, Trần Quả hăng hái hẳn lên, thu dọn một hồi, hai người cùng rời khỏi tiệm. Chị bảo này, thứ chỉ có một món, chắc không phải mỗi áo khoác đâu nhỉ. Trần Quả bắt đầu hóng chuyện chị muốn nói gì? Diệp Tu liếc sang, "Cậu có tắm không vậy? Xét thời gian biểu của tôi và chị khác nhau, tôi tha thứ cho sự quan sát kém cỏi của chị." Diệp Tu nói, nhưng hình như chị không thấy cậu ra ngoài mua đồ bao giờ thì phải. Trần Quả nghi hoặc, "Tao bao chị yêu ơi, chương 400 tôi mới là Diệp Thu, lúc mua đồ Tết, Trần Quả vẫn không thay đổi cá tính bất chấp của mình. Đồ truyền thống, đồ hiện đại, đồ trang trí, thức ăn, thứ có ích hay vô dụng, chỉ cần thích cũng chẳng mặc cả." lập tức trả tiền, sau đó chỉ tay về phía Diệp Tu. Đám chủ hàng tươi cười hớn hở, nói xong năm mới vui vẻ, năm mới phát tài, liền đem túi to túi nhỏ toàn bộ nhét vào tay Diệp Tu. Trần Quả chắp hai tay ra sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi phía trước, nghĩ đến dáng vẻ Diệp Tu thở hổn hển phía sau, cô quyết tâm phải tiêu xài bạt mạng. "Ông chủ, món này với món này bán thế nào?" Trần Quả quyết định mua nhiều thêm, lại đến một cửa hàng, hoàn toàn không biết trên đấy bán gì, chỉ vào mấy thứ thuận mắt hỏi ngay vừa hỏi vừa đắc ý quay đầu về sau. Kết quả, Diệp Tu vốn luôn theo đuôi lại chẳng thấy bóng dáng, rõ là vừa nãy trả tiền nhận đồ vẫn thấy Diệp Tu ở phía sau. Ngày mai là đêm 30 rồi, người bữa nay mới ném tiền mua đồ Tết không nhiều, nhưng cũng không quá ít. Trần Quả cố gắng kiếng chân nhìn, không hề thấy tung tích Diệp Tu. Đành phải bỏ qua mấy món vừa hỏi giá, tìm về theo đường cũ. Ai ngờ đi chưa được mấy bước, cô đã tức giận đến sung não. Diệp Tu đang ở cạnh cửa hàng họ ghé mua, chẳng biết mượn cái ghế đâu ra nhàn tản ngồi hút thuốc hàng hóa mới mua bị hắn đặt trồng chất ở bên trông cứ giống bầy một quầy nhỏ mắt diệp tu rất tốt nhanh chóng nhìn thấy trần quả cật lực vẫy tay với cô trần quả đen mặt lao tới lại không biết trách gì nhìn đống đồ trồng chất trên mặt đất lúc này trần quả mới phát hiện mình mua hơi nhiều nếu không cho hắn nghỉ ngơi thật sự không có nhân tính đủ chưa diệp tu nói rất nhã nhận mấy món này qua tết âm lịch còn xài dư ấy chỉ riêng câu đối mà Trần Quả thích hết cái này đến cái kia, đi một vòng, tổng cộng mua tới 7 cặp. Diệp Tu thử tính, cửa lớn tiệm nét hưng hân, cửa nhà vệ sinh, cửa vào nơi ở của hắn, Trần Quả và Đường Nhu, rồi cửa hai phòng ngủ bên trong, phòng nhỏ chứa đồ của hắn, tính cả cửa buồng vệ sinh, nếu dán toàn bộ thì vừa đủ, không biết Trần Quả có tính như thế không. B không nổi, Trần Quả hỏi, đương nhiên, Diệp Tu không phải Đường Nhu, biết thành thật thừa nhận, tuyệt đối không cố khiêng chi. Vậy trở về thôi, Trần Quả vừa nói vừa xoay người cầm vài thứ, nên về từ lâu rồi. Diệp Tu thở dài một hơi, cầm đồ còn thừa lên kết thúc chuyến mua sắm, dọn đồ về nhà. Đợi đến khi trở lại tiệm nét hưng hân, giữa mùa đông mà cả hai vẫn mệt vãi mồ hôi. Trần Quả vội vào cửa tìm chỗ ngồi gần nhất thở gấp, quay đầu, Diệp Tu đã bỏ đồ chạy đâu mất? Đâu rồi nhỉ? Trần Quả lẩm bẩm, chợt nghe thấy sau lưng có tiếng động, nhìn lại thấy có người bước vào tiệm nét. Ánh mặt trời bên ngoài hơi chói. Trần Quả không nhìn rõ là ai, chỉ nghĩ là khách hàng, liền vội vàng đứng dậy chào đón. Ai ngờ đứng thẳng lên, thấy rõ mới chợt giật mình, bật thốt lên, cậu làm gì vậy? Người bước vào rõ ràng là Diệp Tu, chẳng qua mặc Âu phục dày da, trên cánh tay ôm chiếc áo măng tô len, phong độ thanh tao đến hoa cả mắt. Nghe Trần Quả nói chuyện, người nọ khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng lễ phép mỉm cười hỏi, "Xin hỏi, có phải Diệp Tu ở đây không, hoặc có lẽ là Diệp Thu?" Trần Quả kinh ngạc ngay khi nhìn thấy diệp tu ăn mặc như thể sắp đi sâu trực giác mách bảo cô nhận nhầm người đến khi người này mở lời trần quả thình lình nhận ra cô nhận nhầm thiệt chắc chắn rằng dáng vẻ người nọ rất giống diệp tu gần như y xì đúc tuy nhiên bộ dạng và khí chất lại khác xa nhau nhất là kiểu tóc và hình thể hơi khang khác chuyện diệp tu im ỉm chuồn đi thay đồ dọa mình còn đáng tin nhưng cắt tóc đắp sáng trong chốc lát cô tuyệt đối không tin cậu là ai vấn đề này trần quả cảm thấy khỏi phải hỏi trông giống nhau như vậy, còn khả năng gì khác chứ? Tôi là em trai của anh ấy, người tới tự giới thiệu. Song sinh, đúng vậy, xin hỏi chị là... À, chị là chủ tiệm nét này, Diệp Tu quả thực ở đây. Trần Quả nói, vừa này còn ở đây, hiện tại. Diệp Tu, Trần Quả lớn tiếng gọi, toilet, tiếng trả lời vang không kém. Ờ, nó ở trong đó. Trần Quả chỉ vào nhà vệ sinh, tôi chờ anh ấy, người tới gật đầu, tùy tiện ngồi đi, Trần Quả cũng khẽ gật đầu. Người nọ chỉ bước lên vài bước, sau đó bâng quơ hỏi nói thế thì, anh ấy dùng tên Diệp Tu ở đây ư? Đúng đó, Trần Quả nói xong lại tới trước tủ đồ uống, kéo cửa cho người nọ thấy uống gì. Fanta vị táo, cảm ơn. Trần Quả lấy chai Fanta ra, trực tiếp ném tới, bản thân cũng vơ đại một chai, vừa mở nắp vừa hỏi cậu tên gì. Người kia bị hành động ném đồ uống của Trần Quả dọa sợ, còn đang bần thần sau khi khó lắm mới bắt được. Nghe Trần Quả hỏi, bèn hoàn hồn trả lời, tôi là Diệp Thu. Hả, Trần Quả khẽ giật mình, cậu mới là Diệp Thu, vẫn luôn, vậy là nó mượn tên cậu. Trần Quả hỏi, đúng, còn tiện tay lấy luôn chứng minh nhân dân. Trần Quả có chút ngơ ngác, chủ đề tạm thời bị gián đoạn, chợt mơ hồ nghe thấy tiếng xả nước từ nhà vệ sinh. Sau đó cửa mở, Diệp Thu lê dép đi ra, vừa nhìn thấy Diệp Thu cách đó vài bước, lập tức ổ lên một tiếng. Tìm cậu đó, chắc rồi, Diệp Thu gật đầu, hai người cùng xuất hiện trước mặt, Trần Quả càng dễ phân biệt hơn. Quả thật ngũ quan của cả hai giống như được đúc cùng một khuôn, nhưng trừ cái này ra thì chẳng còn chỗ nào giống. Người thì chú trọng trang phục, kẻ thì hai tháng chỉ mặc độc một chiếc áo khoác. Có tắm rửa hay không, thời gian làm việc và nghỉ ngơi khác nhau, Trần Quả không hề chú ý. Người thì khuôn mặt chăm sóc tỉ mỉ, còn đằng ấy mới chỉ ra ngoài mua chút đồ Tết mà đã mang vẻ mỏi mệt phong trần. Lại nhìn tư thế đứng, người đứng thẳng tắp hiên ngang, ngay cả góc độ cong khuỷu tay cũng chú ý hết mực còn cái thằng bên kia trần quả thật không dám nhìn hình như lúc ra nó còn chưa mặc quần xong vừa đi vừa cắm cúi vuốt ly quần sao em lại tới đây trần quả liền nhìn thấy diệp tu nghiêng ngả đi tới khác xa cách chào hỏi với em trai tới đón anh về mừng năm mới ai nói anh sẽ về diệp tu hỏi anh không về thì làm gì anh mày phải tăng ca diệp tu nói trần quả lập tức phát hiện chỗ khác nhau giữa hai người cách nói chuyện Thứ chọc tức người ta nhất trong giọng nói của Diệp Tu, chính là giọng điệu hợp tình hợp lý và vẻ đương nhiên này. Tuy Trần Quả thừa nhận hầu hết lời hắn nói đều đúng, hoàn toàn chính xác, nhưng giọng điệu lại dễ chọc giận người ta. Còn em trai hắn thì ngược lại, coi trọng lời ăn tiếng nói, có chừng mực, lễ phép, hàm xúc, làm người ta cảm thấy thoải mái hết chỗ chê. Dù có là ai, tán gấu cùng người như vậy sẽ rất dễ chịu. Giới thiệu chưa, đây là sếp của anh. Diệp Tu giới thiệu Trần Quả cho Diệp Thu, là chị ấy an bài anh tăng ca đó thật sao vẻ mặt diệp thu nghi ngờ nhìn về phía trần quả cậu ta chủ động xin tôi phê chuẩn trần quả quả quyết không chịu mang tiếng xấu thay người khác ánh mắt diệp thu liền chuyển về phía diệp tu diệp tu lại tỏ vẻ bất đắc dĩ anh không về nhà đâu hàng năm đều như thế hỏi gì chứ không giống chẳng phải năm nay anh giải nghệ ư còn cả lơ phất phơ bên ngoài làm gì diệp thu nói trần quả ngẫm nghĩ chợt nhớ tới cái đêm cô cùng đường nhu suy đoán xem diệp thu giải nghệ quả thực là do gia tộc nhà hắn ở đằng sau gây áp lực ư vậy nên mới giải nghệ đã có người trong nhà muốn bắt hắn về giải nghệ hay không không quan trọng người ngoài nghề như em không hiểu đâu diệp thu nói giải nghệ dù muốn quay lại cũng phải chờ một năm mà diệp thu nói ơ ờ, chuyện này cũng biết à vậy một năm nay anh có phải làm gì đâu không bằng về nhà nghỉ ngơi đi diệp thu nói ở nơi nào cũng có thể nghỉ ngơi Diệp Tu nói: "Thật ra thân thể ba gần đây không được tốt, trò này xưa rồi, thôi, thật ra là mẹ, chém nữa à, tiểu Điểm chết rồi, phải rồi, sống cũng đủ lâu." Diệp Tu lạnh lùng nói. Trần Quả nghe không nổi nữa, nhưng vẫn cảm thấy phải hỏi rõ, "Tiểu Điểm là ai?" "Một con chó." Diệp Tu đáp. Trần Quả đột nhiên phát hiện, anh em ruột không hổ là anh em ruột, song sinh không hổ là song sinh, cả hai dường như có chút đồng nhất ở một phương diện nào đấy, còn cụ thể thì phải quan sát thêm. Trần quả nghĩ đoạn, lùi hai bước, ngồi xuống, uống hai ngụm nước, bày tư thế sẵn sàng hóng hớt. Có cần phải quay lại không nhỉ? Trần quả sờ di động trong túi, thậm chí có suy nghĩ như vậy. Anh cần phải về, Diệp Thu tiếp tục khuyên. Ha, Diệp Thu nở nụ cười anh về để em chạy hả? Diệp Thu một mực bảo trì tư thế cong tay quy củ, trong lòng tựa hồ đang đấu tranh. Trần Quả đột nhiên thấy cậu ta bước tới trước mặt Diệp Tu, duỗi hai tay nắm lấy cổ áo Diệp Tu. Trần Quả hãi hùng đứng dậy, chợt nghe thấy Diệp Thu tức giận mắng, đồ anh trai khốn kiếp. Năm đó trộm hành lý em tỉ mỉ chuẩn bị trốn đi, anh thật quá quát. Phải nói là anh kịp thời phát hiện hành vi bỏ nhà đi bụi ngây thơ của em trai, sẵn sàng vào vai phản diện làm gương dậy bảo mới đúng. Diệp Tu nói, chương 401, khách ở tạm thời. Khốn kiếp, Diệp Thu xách cổ áo Diệp Tu, không thể làm gì hơn, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói hai từ này, bộ dạng hận lại đành bó tay này, trần quả bất chợt xúc động lây vì cô thường bị Diệp Tu làm y chang thế nhìn em bây giờ xem ra giáo dưỡng còn chưa đủ vẻ mặt Diệp Tu bình thường về nhà với em Diệp Tu cắn răng không thể Diệp Tu nói ánh mắt Diệp Tu sâu xa dáng vẻ ý vị thâm trường thoạt nhìn như sắp ra đại chiêu gì Trần Quả ôm lòng mong chờ tiếp tục quan sát kết quả tình hình căng thẳng rồi thôi không có phần tiếp theo mệt chưa nhanh bỏ tay ra cho anh không biết lớn nhỏ gì hết Diệp Tu nói chỉ tiện tay vỗ vỗ có vẻ hai tay diệp thu không hề dùng sức cứ thế bị diệp tu dễ dàng đẩy ra áo khoác của em được đấy diệp tu chỉ có duy nhất một chiếc áo khoác bắt đầu dò xét áo khoác trên tay diệp thu vừa nãy duỗi hai tay mà nó cũng không trượt xuống không thể diệp thu kiên quyết giấu áo khoác ra sau lưng tên keo kiệt diệp tu xem thường anh cầm đồ đạc của em khi nào thì trả lại diệp thu nói không phải đã trả chứng minh nhân dân cho em rồi sao diệp thu lập tức nghẹn họng hiển nhiên đã quên mất điều này. Trần Quả ở bên vội giơ tay yêu cầu, "Có thể kể tỉ mỉ câu chuyện chứng minh nhân dân không?" "À, lúc ấy tôi muốn tham gia giải đấu chuyên nghiệp, tất nhiên phải trình giấy chứng minh hoặc giấy tờ có hiệu lực để chứng minh thân phận. Hồi đó tôi đủ tuổi rồi, nhưng vì trốn khỏi nhà nên chưa kịp làm chứng minh nhân dân." Diệp Tu nói, "Kết quả tên khốn kiếp này lén về nhà, trộm không được sổ hộ khẩu bèn lấy chứng minh nhân dân của tôi dùng tạm." Diệp Thu lập tức tiếp lời, "Là mượn không phải về sau đã trả em rồi sao diệp tu nói không hỏi trước là trộm cắp sau đó có nói trước mà thì ra là vậy trần quả nghe xong giật mình chuyện này xem như đã giải thích hoàn toàn nguyên nhân diệp tu dùng cái tên diệp thu xuất hiện ở liên minh đúng vậy cũng không thể đi làm chứng minh nhân dân giả được diệp tu nói trần quả đổ mồ hôi hình như chuyện cầm chứng minh nhân dân của người ta không khác chuyện làm giấy tờ giả mấy nhỉ vậy nhưng anh em sinh đôi rất khó phát hiện Nhờ phúc của anh, em coi đi, giờ em nổi tiếng lắm luôn." Diệp Tu nói với Diệp Thu. "Hừ, Diệp Thu lạnh lùng khinh thường, chú mày dùng cùng tên, không sợ người trong nhà Hoài Nghi tìm tới tận nơi à?" Trần Quả hỏi, "Nếu tôi dùng Diệp Tu thì hơi phiền thật, còn dùng cái tên tệ hại đầy đường như Diệp Thu, chẳng hiếm tí nào." Diệp Tu nói, vớ vẩn, vấn đề là chẳng ai ngờ anh sẽ bỏ nhà chạy đi chơi game, anh mới là đồ tệ hại." Diệp Thu kêu lên, "Hừ! lúc đó em cũng muốn đi bụi mà thế em muốn làm gì diệp tu hỏi hơ em diệp tu cố gắng nhớ lại hoặc là nói lý tưởng ngày đó của em là gì diệp tu hỏi lý tưởng ngày đó của em là bỏ nhà đi bụi diệp tu nói đổ mồ hôi trần quả ngồi bên uống nước cố lắm mới không phun ra ngoài cô chợt thương thay cho cha mẹ hai đứa hoàn cảnh gia đình phải thế nào mới khiến hai anh em tranh nhau bỏ nhà ra đi chứ trần quả cực kỳ tò mò anh khác với em Diệp Tu nói, ngừng, Diệp Thu theo thói quen tỏ vẻ khinh thường. Thật ra về sau anh không còn trốn nữa, người trong nhà muốn bắt anh về cực kỳ dễ dàng, em biết vì sao họ không làm vậy không? Diệp Tu nói, vì sao? Diệp Thu nhịn không được hỏi, bởi vì lý tưởng của anh chỉ là chơi game mà thôi. Diệp Tu nói, hả? Diệp Thu cùng Trần Quả khó hiểu, eSport là một nghề có tuổi nghề rất non, bằng tuổi anh hiện giờ đã coi như thời kỳ cuối của kiếp sống chuyên nghiệp, cố thêm nữa cũng không thể lâu hơn. Thế nên, lý tưởng mà anh theo đuổi sẽ chấm dứt trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, anh sẽ tự trở về, vì nơi đó mãi mãi là nhà anh. Mà tuổi của anh đủ sức để quay đầu lần nữa. Đây mới là nguyên nhân chính thức người nhà để anh tung tăng ở ngoài. Diệp Tu nói, còn em thì sao, em khác xa anh, một thiếu niên ôm lý tưởng bỏ nhà đi bụi, em rõ ràng còn phản nghịch hơn anh. Ít ra anh còn biết mình chạy để làm gì, em đó hả, chỉ muốn trốn mà thôi, em đi rồi còn nhớ về không? anh e là không vậy nên em cứ ngoan ngoãn ở nhà đi trốn nhà đi bụi em nghĩ đó chỉ là trò đùa sao diệp tu nói diệp tu sướng sờ thậm chí quên mất tỏ vẻ khinh thường trần quả cũng bất ngờ không kém giờ phút này diệp tu rất giống một người anh hiểu chuyện hơn em trai nhìn vấn đề càng thấu triệt hơn nói chung giờ lập tức về nhà ăn tết cho anh tới lúc cần tự anh sẽ trở về sau khi nghe hết câu này trần quả đột nhiên nghi ngờ sâu sắc Diệp Tu nói nhiều như vậy có phải chỉ vì muốn lừa Diệp Thu về hay không? Còn Diệp Thu thì sao? Ngơ ngác hồi lâu, đột nhiên cười nói, mai về cũng không muộn. Nói xong quay đầu nhìn Trần Quả, chị chủ, tôi ở nhờ một ngày có được không? Trần Quả hào phóng gật đầu, ở bao nhiêu ngày cũng được. Em đừng làm phiền nữa. Diệp Tu vội cản trở em xem dáng vẻ quyết không đổi ý của em kia. Im đi, Diệp Thu lại tự động bật mốt khinh thường, hừ một tiếng, đi dạo một vòng quanh tầng một tiệm nét sau đó tới bậc thang hỏi ở trên lầu ư đúng vậy tôi dẫn cậu lên trần quả tới dẫn đường cảm ơn diệp thu gật đầu cảm ơn chỉ cần không nói chuyện cùng diệp tu cậu ta sẽ đối xử với mọi người rất phong độ một lời nói và hành động đều thể hiện đúng mực đừng khách sáo trần quả vẫy tay dẫn diệp thu lên lầu diệp tu cũng không nói thêm gì thấy hai người lên lầu bèn lắc đầu châm thuốc tìm máy tính chơi vinh quang là ở đây trần quả đẩy cửa phòng trên lầu giới thiệu diệp thu cảm giác thoải mái lắm diệp thu bước vào thì lập tức khen phải há trần quả lập tức vui vẻ lên tiếng với tư cách chủ nhân căn phòng được khen đương nhiên sẽ vui vẻ diệp tu ở đâu diệp thu hỏi à thì trần quả khẽ giật mình sắc mặt hơi xấu hổ nơi mà diệp tu ở thật sự dễ làm người thẹn thùng cô là sếp của diệp tu nay đối mặt với người nhà diệp tu quả thật hơi ngại bên này trần quả dù xấu hổ cũng không che giấu đẩy cánh cửa phòng chứa đồ, cuối cùng bổ sung thêm một câu, chỉ ở tạm thôi. đây không tính là nói dối. ngay từ đầu, trần quả chỉ định cho diệp tu tạm trú ở đây, có điều diệp tu lại không để ý, ở rất hài lòng, thành thử trần quả cũng chẳng để ý mấy. á à hồ, diệp tu lên tiếng, phòng chứa đồ thoáng nhìn đã thấy tất tần tật, vẻ mặt cũng không thể hiện sự khó tin như trần quả tưởng tượng, trông như rất hài lòng và vui vẻ, cuối cùng quay đầu lại khẳng định tốt quá. hà, trần quả bất ngờ, rồi nhanh chóng phản ứng lại. Tên này thấy anh trai mình ăn ở không tốt nên vui vẻ ư? Vậy tôi phải ở đâu?" Diệp Thu hỏi. "À, ở phòng chị đi." Trần Quả dẫn Diệp Thu ra, chỉ vào phòng mình. "Còn chị, chị ở kế bên, cô bé phòng bên về nhà ăn Tết rồi, mấy ngày nay không ở đây." Căn phòng Trần Quả nói đương nhiên là phòng Đường Nhu. "Mọi người ở cùng nhau ư?" Diệp Thu nhìn ba cánh cửa cạnh nhau. "Đúng đó, sẽ không có vấn đề gì chứ. Ở cùng một tên khốn kiếp như thế, mấy chị cũng nên coi chừng đó." Diệp Thu nói, không đâu, Trần Quả cười cười, tuy đôi lúc Diệp Thu làm người ta giận sôi gan, nhưng về mặt này lại không hề có tật xấu. Hắn sống cùng hai người đẹp, vậy mà vẫn chẳng xảy ra chuyện lúng túng gì. Có điều, nếu tên kia gặp chuyện lúng túng gì, át hẳn cũng mặt dày mày dạn hóa giải nhỉ. Trần Quả đột nhiên nghĩ, ở phòng con gái hơi bất tiện, tôi có thể ngủ trên ghế sofa không? Diệp Thu chỉ vào sofa trong phòng khách hỏi, không sao cả, Trần Quả nói, à, vậy tôi ngủ ở đây đi cậu ngủ phòng chị không có việc gì đâu trần quả nói không sao mà tôi ngủ ở đây được rồi diệp thu đáp sau cùng bày tỏ sự kiên quyết tôi chịu được thôi được cậu cứ theo ý mình đi trần quả cũng không khuyên can nhiều chỉ hỏi có hành lý không không có được thế cậu cần nghỉ ngơi không trần quả hỏi không cần đâu xuống xem tên kia đang làm gì đã diệp thu quay người mở cửa phòng nhưng vẫn phong độ nhường phụ nữ hỏi trần quả có muốn ra ngoài không sau đó hai người cùng xuống lầu liền thấy diệp tu đang chăm chỉ cày game chỉ biết chơi thôi không biết dọn dẹp đồ đã về sao trần quả dạy bảo đúng vậy chỉ biết chơi thôi đáng khinh bỉ diệp tu đứng cạnh trần quả dáng vẻ rất huy phong diệp tu bất đắc dĩ ngẩng đầu dọn thế nào đây trần quả quơ ngón tay vật dùng được đều dùng diệp tu bất lực nói bà chỉ biết trong đống đồ mình mua có bao nhiêu thứ dùng được à trần quả khẽ giật mình cô chỉ lo mua cho sướng tay, còn cụ thể mua gì, đa phần đều nhớ không rõ. dám cãi lại, chị chủ trừ tiền lương của ảnh đi. diệp thu ở một bên giật dây, chị coi mình mua gì trước đi. diệp thu nói với trần quả, dù là đồ vô dụng cũng phải dọn. trần quả nói xong, bèn chạy đi nghiên cứu xem mình mua những gì. diệp thu tới giúp đi, sao anh không đi? anh đang làm việc, chỉ chơi game thôi mà. diệp thu ngoài miệng lẩm bẩm nhưng vẫn chạy đi giúp đỡ cậu không thể vắt chân ngồi bên xem như ông chủ được. chương 402, trải nghiệm cuộc sống. Mệt quá đi, Diệp Tu đứng trước máy tính vươn vai vặn cổ, rồi bị hai người đầu đầy mồ hôi đang dọn đồ tết trừng mắt. Sao rồi, dọn xong chưa, Diệp Tu chắp hai tay sau mông, bày ra bộ dáng lãnh đạo đang đi thị sát công việc. Trần Quả vươn tay ném món đồ tới, Diệp Tu nhanh nhẹn, vừa vươn tay là bắt được ngay, nhìn xem, là quả táo. Rửa trái cây đi, Trần Quả giao việc cho Diệp Tu, kết quả nghe rôm rốp trái táo đã bị diệp tu cắn mất Ủa chưa rửa hả diệp tu cắn miếng táo bẩn ung dung bình tĩnh phun miếng táo trong miệng ra tiện tay ném quả táo bị cắn dở cho trần quả trần quả cũng không đón nhưng người né tránh trái táo bay thẳng ra cửa lăn đi mất qua đây làm việc mặt trần quả không cảm xúc diệp tu lắc lư đi tới vì thế ba người cùng cố gắng dọn đống đổ lớn bé vừa mua về tuy gần tới năm mới nhưng tiệm nét cũng không ế chỏng trơ vài vị khách ngẫu nhiên bước vào đều bị tình cảnh trong tiệm hù sợ. Chị chủ, chuẩn bị tổ chức liên hoan à? Có người kinh ngạc nhìn tiệm nét được trang trí sặc sỡ hỏi. Trần quả đắc ý, hiểu lầm này cũng là sự tán thưởng cho thành quả của họ. Vào đi, vào đi, tùy tiện ngồi, kẹo, hạt dưa, đậu phộng miễn phí. Người khách nào tới cũng được trần quả tặng kèm một đĩa miễn phí. Quá tuyệt, nhìn tiệm nét được trang trí nguyên một buổi chiều giống hệt tiệc liên hoan, trần quả lau mồ hôi, vui vẻ nói. Lại đây, cho mỗi người một phong lì xì trần quả ngoảnh lại phát thưởng cho cặp anh em sinh đôi cảm ơn chị chủ diệp tu tỉnh dụi nhận lấy ha ha còn có tiền lì xì diệp tu cũng không từ chối ngày mai cậu về phải không vậy thì tối nay chúng ta ăn sang hơn chút trần quả nói ăn sang hơn chút là ý gì diệp tu làm ở tiệm nét hưng hân hai tháng rồi đương nhiên đã tiếp xúc khái niệm ăn sang hơn chút thường chỉ là thêm mấy món ăn mà thôi trần quả liếc hắn để chị coi đặt món được không nói xong lấy di động ra hiển nhiên lần này thật sự muốn chuẩn bị ăn sang hơn chút muốn đặt sẵn một bữa sang chảnh khỏi 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 ai ngờ diệp thu lại ngăn cản không cần phiền thế đâu bình thường hai người ăn gì chúng ta cứ ăn vậy là được trần quả nghe xong ngẩn ra rồi cười ha ha hiểu rồi cậu muốn trải nghiệm cuộc sống à có điều hôm nay trải nghiệm không được chân thật lắm trần quả nhìn lướt qua phía đối diện tiệm nét quán cơm nhỏ kia có quan hệ làm ăn khá tốt với hưng hân ngày ba bữa của tiệm thường do họ phụ trách nay ông chủ đã đóng cửa về quê ăn tết từ hôm qua có ý là được rồi diệp thu nói vậy thì trần quả gật đầu cầm ví tiền rút ra mấy tờ to to đưa cho diệp thu ra cửa quẹo trái chắc chắn còn quán chưa đóng cửa mau lên nói xong chỉ vào diệp thu sắp đi làm cu ly nói với diệp thu xem đây là một phần của cuộc sống ha 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 cuộc sống thật tốt đẹp diệp thu cười em có muốn đi không tự trải nghiệm thử Diệp Tu đưa tiền cho Diệp Thu, "Không cần, bỏ qua phần này đi. Diệp Thu đâu có ngốc, loại công việc ly này không cần phải trải nghiệm đâu." Diệp Tu ngậm điếu thuốc, xoay người ra cửa, Trần Quả bảo Diệp Thu nâng bàn cơm tiệm nét thường sử dụng lên, rồi chỉ vào vài vị khách lác đác, bảo "Hôm nay người không đông lắm." Bình thường lúc này, khách rất đông, có người gọi món ăn, cả tiệm nét đầy mùi đồ ăn như quán cơm vậy. Thật đáng tiếc, hôm nay không cảm nhận được. Diệp Thu tiếc nuối, có cơ hội lại tới. Trần Quả nói, được, nhất định, Diệp Thu gật đầu, hai người ngồi trước bàn ăn, câu được câu không trò chuyện. Diệp Thu kể mấy chuyện xấu hồi bé của Diệp Thu cho Trần Quả nghe, Trần Quả cũng kể vài chuyện đáp trả, kết quả nghĩ cẩn thận lại, từ khi Diệp Thu làm ở tiệm nét hưng hân, người thường bị dối giám nhất chính là cô thì phải, Trần Quả cũng không muốn làm nhân vật chính trong câu chuyện, bèn ngừng ngay và luôn. Tôi về rồi nè, sách theo hai cặp lồng to to, rốt cuộc Diệp Thu đã về. Thơm quá, Diệp Thu bắt đầu chờ mong. Ế, hình như chúng ta quên ăn chưa trần quả chợt nhớ ra đói bụng thì ăn nhiều vào diệp tu để đồ xuống bản thân lại hút một điếu thuốc nhìn coi có cái gì diệp thu lấy từng ngăn cà men ra a à, không tệ không tệ a à, ngon lắm ngon lắm ồ tuyệt quá tuyệt quá nhiều quá toàn món tôi thích ăn diệp thu nhìn đồ ăn liên tục gật đầu không ngờ cậu còn là anh trai tốt đấy trần quả nói luôn thế mà người trẻ tuổi không hiểu chuyện nên mới làm chị hiểu lầm thôi diệp tu nói người trẻ tuổi trần quả câm nín đây là anh em sinh đôi tuy phân vai vế nhưng tuổi tác thực tế không chênh nhau mấy không có rượu à diệp tu dọn xong đồ ăn phát hiện không có đồ uống đúng vậy sao không mua chút rượu trần quả cũng hỏi tôi không uống rượu diệp tu nói hả trần quả bất ngờ diệp tu hút thuốc hăng vậy lại không uống rượu đây là chuyện cô không ngờ tới uống nhiều rượu tay sẽ run diệp tu nói à biết rồi Trần Quả hiểu, một tuyển thủ chuyên nghiệp, hai tay phải ổn định cực kỳ, bất kỳ một chút bất ổn nào cũng có thể tạo thành ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Với một tuyển thủ thi đấu esports vinh quang, quả thực nên kiêng rượu. Anh không uống thì tụi em uống. Diệp Thu nói, đúng há. Trần Quả chợt nhớ ra, tụi mình có thể uống mà. Hai người ấy à, tôi không đủ tay đâu. Diệp Thu bất đắc dĩ. A, à, Trần Quả chợt phát giác, lập tức đứng dậy, trên lầu chỉ còn rượu đó, để lâu không ai uống, lấy xuống uống đi. Diệp Tu lên giúp nào. Diệp Tu vừa mới vào cửa ngồi còn chưa nóng mông đã phải đứng dậy, hai người lên lầu, Trần Quả hỏi: "Em trai cậu uống loại gì?" "Đã 10 năm rồi tôi không ở nhà." Diệp Tu nhắc, thể hiện mình không biết Diệp Thu thích rượu gì. "Đi hỏi." Trần Quả nói, Diệp Tu lại quay xuống lầu, lát sau, Diệp Thu chạy lên lầu, Trần Quả không nói gì, bảo Diệp Thu tự mình chọn rượu. "Lại đây lại đây, coi như hôm nay là năm mới đi, năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ." dù sao Trần Quả mới là chủ nhân chính ở đây, nâng chén bắt đầu tiếp đón hai anh em. Diệp Tu nói không uống rượu, bèn rót tượng trưng một ít, ba người chạm ly, uống hết. Trong tiệm vẫn còn vài vị khách, ba người ngó lơ tất cả mà chạm ly, bắt đầu tiệc tùng giữa bè lũ vây xem. Đồ ăn rất nhiều, rượu Trần Quả cũng lấy xuống không ít, nhưng bữa tiệc diễn ra cực ngắn ngủi. Ai cũng không ngờ, Diệp Thu lại say nhanh như vậy, say triệt để luôn, chỉ trong nháy mắt, cậu ta đã gục xuống mặt bàn, kêu thế nào cũng không tỉnh quá yếu, Diệp Tu liên tục lắc đầu, không biết uống rượu, Trần Quả cũng kinh ngạc, việc này tôi không biết, Diệp Tu nói, cậu biết cậu ta có mẫn cảm gì với cồn không đấy? Trần Quả khẩn trương, tôi không mẫn cảm, ADN giống nhau, chắc nó cũng không. Diệp Tu nói, hiện tại làm gì giờ? Chị ăn no chưa? Diệp Tu hỏi, chưa, vậy tiếp tục ăn Diệp Tu nói. Trần Quả tiếp tục gắp đồ ăn, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, hỏi chú mày cũng giống cậu ta, uống cái gục luôn. Làm gì có, Diệp Tu quyết đoán phủ nhận, cậu không uống rượu, thật ra vì không biết uống phải không. Trần Quả nói, à, quả nhiên Diệp Tu trả lời không được, ADN giống nhau, chật chật. Trần Quả cảm thán, tiền đồ lại không giống nhau, chật chật. Diệp Tu cũng cảm thán, cậu chỉ biết nói thôi, trông cậu ta có giống người không tiền đồ đâu. Trần Quả nói, đương nhiên chỉ nói thôi mà. Diệp Tu nói, Diệp Thu nằm bò ra ước chừng được hai tiếng, sau khi tỉnh lại, ánh mắt vẫn mơ màng. Cậu không sao chứ, một chén đồ nóng đặt vào tay cậu ta, Trần Quả ngồi cạnh nhìn. Hở, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thu mờ mịt hỏi. Cậu say, Trần Quả nói, thế à, say bao lâu? Diệp Thu hỏi, hai tiếng, Trần Quả nói, ồ, hiện tại đã khuya rồi. Diệp Thu nói, nhìn thời gian xong bèn ngây người. Nếu ngẫm lại hai tiếng trước, nhất thời biết bản thân say nhanh như chớp, đây chắc chắn là khoảng thời gian ngượng ngập đối với những người ngồi cùng bàn. Khụ, diệp thu xấu hổ nói không nên lời hiện tại thấy sao trần quả hỏi không sao không sao tôi ổn mà diệp thu nhanh chóng đứng dậy muốn chứng minh bản thân vừa mới đứng dậy đã lảo đảo a à, chóng mặt quá diệp thu kêu lên trần quả vội đỡ cậu ta chóng mặt thì nhanh nghỉ ngơi đi trần quả nói không cần không cần không cần đỡ không cần ai đỡ hết diệp thu kiên trì với lập trường mình không bị sao cả sau khi lảo đảo hai bước tay bám trên tường tôi vịn tường là được câu nói vẫn bỏ ngỏ. Trần Quả dở khóc dở cười, kêu Diệp Tu, quả là đồ vô dụng. Diệp Tu đang chơi game bất đắc dĩ chạy tới, còn biết cầu thang ở đâu không? Diệp Tu hỏi, biết biết, Diệp Thu nói, ở đâu? À, bên kia tường. Diệp Thu nói, phắn mẹ mày đi, Diệp Tu vươn tay đỡ, Trần Quả cũng lại đỡ, Diệp Thu không chống đỡ nữa, bị hai người lôi kéo, cuối cùng cũng lôi lên được phòng trên lầu 2. Để cậu ta ở phòng tôi đi, Trần Quả nói với Diệp Tu. Không cần không cần, tôi ngủ ở đây." Diệp Thu vẫn còn tỉnh, cố chấp vươn tay chỉ, nhưng chỉ lệch sang mặt bàn trà trong phòng khách. "Ném vào phòng tôi đi." Diệp Tu mở cửa phòng mình, vứt Diệp Thu vào, cởi giày, kéo mền, tránh không được phải hầu hạ một phen. "Có anh em tốt quá nhỉ." Nhìn Diệp Tu cẩn thận chăm sóc Diệp Thu, Trần Quả vui vẻ nói. "Thường thôi." Diệp Tu nói, chương 403, năm mới vui vẻ, chăm sóc Diệp Thu thật ổn thỏa, đóng cửa rời khỏi diệp tu nhìn thoáng qua trần quả đứng bên ngoài bỗng nhiên nói tất cả lên đây hết bên dưới không còn ai thế có ổn không đấy đúng há trần quả nghĩ tới việc này vội mở cửa chạy xuống diệp tu nhanh chóng xuống lại lầu một nhìn thấy trần quả bình yên canh trước quầy hiển nhiên ngắn ngủi mấy phút không thể xảy ra bi kịch gì đồ ăn trên bàn đã sớm thu dọn xong vừa nãy diệp thu gục lên nên vẫn chưa gấp vào rượu uống không bao nhiêu cũng đặt trên bàn Diệp Tu cầm lấy chai rượu quơ quơ với Trần Quả, rượu để ở đâu? Đưa lại đây đi Trần Quả vươn tay. Diệp Tu đi tới đưa, Trần Quả lại hô, còn cái ly nữa. Hả, ba chị còn muốn uống nữa? Diệp Tu nói, không có việc làm á, cậu muốn thử chút không, xem có yếu như em trai mình không? Trần Quả hỏi, không cần thử tôi cũng biết. Diệp Tu ngoài miệng thì nói vậy, cầm rượu sang còn mang theo hai cái ly. Thôi thì ăn Tết, thả phanh uống rượu với chị cũng được. Diệp Tu nói ừ chỉ cần không thường uống nó sẽ không ảnh hưởng tới sự ổn định của tay cậu đâu trần quả nói diệp tu nhanh chóng rót hai ly rượu đưa một ly cho trần quả trần quả nhận lấy cầm trong tay lắc lắc như đang chơi đồ chơi nhà có anh em tốt thật đấy trần quả đột nhiên cảm thán dù thường xảy ra tranh chấp nhưng cũng rất hạnh phúc ừ diệp tu khẽ lên tiếng hắn biết không phải trần quả đang giảng lý lẽ gì cô chỉ cảm thán cảnh đời mà thôi ở tiệm nét hưng hân hai tháng hoàn cảnh của Trần Quả, tuy không nghe Trần Quả tự nói, Diệp Tu vẫn biết khá nhiều từ miệng người khác. Sống một mình nhiều năm, đáy lòng Trần Quả luôn khát vọng thứ tình thân này. Tiếc rằng, thứ tình thân này không thể thay thế, nên Diệp Tu cũng không biết nên an ủi câu gì, chỉ im lặng lắng nghe. Lúc Trần Quả uống rượu, hắn cũng uống một ngụm, cuối cùng, đám khách thưa thớt trong tiệm rời đi hết. Ngày này không ai muốn thâu đêm, sau khi đưa tiến vị khách cuối cùng, Trần Quả đứng ngoài cửa hồi lâu, thở ra làn khói trắng dài, xoay người đi vào, thuận tay kéo cửa khóa lại. Hôm nay đóng cửa, vừa nói vừa tắt đèn trong phòng, chỉ chưa mấy ngọn đèn đủ chiếu sáng máy tính cố định của bọn họ. Diệp Tu đứng lên khỏi quầy, cơ thể thoáng lảo đảo, nhìn thoáng qua máy tính chuyên dụng bên kia, duỗi thắt lưng bảo, hôm nay bận cả ngay, mệt rồi, chắc tôi cũng nên đi nghỉ sớm. Vừa nói vừa đi lên lầu, chân quả giật mình, liếc mắt nhìn về phía quầy, thấy ly rượu rỗng ngay chỗ Diệp Tu vừa ngồi, cô chợt ngợ ra. Thì ra đều yếu như nhau. Trần Quả âm thầm bật cười, dự là Diệp Tu cũng uống đến choáng váng rồi, chẳng qua khả năng kiềm chế mạnh hơn mà thôi, không vô tình tự chuốc say như cậu em trai. Kết quả nguyên cả đêm, thật ra Trần Quả uống nhiều nhất, cuối cùng lại là người thanh tỉnh nhất. Thời gian cũng không còn sớm, thấy Diệp Tu đi rồi, Trần Quả bẹt tắt hết điện đóm, đi lên lầu 2. Cậu ngủ bên chỗ chị hén, lúc Trần Quả lên tiếng, Diệp Tu mới vào nhà mà thôi. Không cần, tôi ngủ ở đây được rồi. Diệp Tu mẹ nhơn Diệp Thu nhiều, ít nhất không chỉ sofa thành bàn trà. Đi đi, chị ngủ bên chỗ tiểu đường, Trần Quả nói, tôi sẽ làm rơi tàn thuốc lên giường bà chị đó. Diệp Tu nói, chú mày cứ làm rơi thử xem. Trần Quả trừng mắt, vậy nên tôi ngủ ở đây được rồi. Diệp Tu nói, nằm lên sofa rồi nói tiếp, thật ra, chị cũng có thể cho tôi mượn thứ gì để đắp mà. Chờ, Trần Quả đành đi vào phòng, cầm mền ra ném cho Diệp Tu. Mai gặp, Diệp Tu đắp kín người, nói với Trần Quả, mai gặp. Trần Quả cũng không nói gì nữa, trở về phòng mình nghỉ ngơi. Tuy cô không say, nhưng tác dụng của cồn dần phát huy không ít, đêm nay Trần Quả ngủ rất ngon, thoáng nhắm mắt mà trời đã hừng sáng. Xoay người rời giường nhìn bên ngoài, mùa đông lạnh giá, ánh dương chiếu rọi trên cao, ngược lại là thời tiết tốt. Trần Quả mặc quần áo, nhẹ nhàng mở cửa phòng, thấy trên sofa chẳng còn ai, cửa phòng chứa đổ lại đóng kín. Mới dậy đã chơi game à, Trần Quả nói thầm, đi rửa mặt rồi xuống lầu, nhìn thấy bàn ăn đã được mở ra, trên bàn để một đống đồ, có người đang ngồi cạnh bàn, miệng ngậm ống hút uống sữa. Chào buổi sáng, thấy Trần Quả đến, người nọ lập tức vẫy tay. À, cậu dậy rồi à. Trần Quả nhận ra đây là Diệp Thu, phương pháp nhận thức rất đơn giản, Diệp Thu và Diệp Thu mặc quần áo không giống nhau. Đúng vậy, tên kia còn đang ngủ, bị tôi ném vào trong rồi. Tôi ra ngoài dạo một vòng, mua vài món, không biết bữa sáng hai người có ăn mấy món này không. Diệp Thu nói, à, thường tụi chị đều mua đồ ăn ở mấy quán quanh đây giờ ăn tết nên không bán nữa trần quả dứt lời đi tới nhìn mấy món trên bàn rõ là hàng mua từ siêu thị vậy chị cứ tùy ý ăn đi diệp thu nói ừ trần quả gật đầu diệp thu đã uống xong sữa sau đó chuồn tới chỗ máy tính chuyên dụng mà diệp thu vẫn hay chơi game bình thường tên kia chơi game mỗi ngày ở đây hả diệp thu hỏi chơi game mỗi ngày nhưng chỗ ngồi thì không cố định trần quả nói sao lại có người dễ dàng tha thứ cho tên đó chơi game mỗi ngày chứ diệp thu liên tục lắc đầu cậu không chơi vinh quang à trần quả hỏi không chơi diệp thu lắc đầu là không thích chơi thật hay vì tên kia chơi nên cậu không chơi trần quả cười hỏi không thích chơi thật mà dứt lời diệp thu liền ngồi xuống vị trí kia khi mở máy tính còn hỏi trước trần quả được không phải mở máy chủ trước trần quả nói xong đi tới quầy mở máy chủ giờ thì được rồi vâng cảm ơn chị Diệp Thu lên tiếng trả lời. Trần Quả nhìn Diệp Thu nhanh chóng đeo tai nghe vào, đang muốn xem Diệp Thu kẻ không biết chơi game chơi như thế nào, bỗng nghe thấy có người đang gõ cửa cuốn bên ngoài tiệm nét. Sáng nay Diệp Thu có ra ngoài, nhưng cậu ta đã đóng cửa sau khi về. Hôm nay còn khách ư, Trần Quả nghi hoặc, kéo công tắc mở cửa ra nhấn nút, cửa cuốn vèo lên. Năm mới vui vẻ, Trần Quả chợt nghe thấy bên ngoài có người phấn khởi hô lên, đồng thời bục một tiếng, dây kim tuyến, giấy màu bay là tả, nổ ngay trước mặt cô, hiển nhiên, có người đang bắn pháo hoa giấy ngoài cửa. Trần quả bị hù hết hồn, có điều đây là lời chúc Tết, không thể giận nổi. Đặc biệt khi nhìn thấy người đứng ngoài, Trần quả thậm chí còn vừa mừng vừa lo. Người đứng ngoài cửa, chính là Tô Mộc Tranh. Ai ôi, xin lỗi nhé. Lúc này, Tô Mộc Tranh cũng thấy rõ người bị cô bắn pháo là Trần Quả, nhất thời cảm thấy hết sức xấu hổ. Nhìn thấy trên đầu, mặt và cổ Trần Quả đầy dây kim tuyến, vội vươn tay giúp lấy xuống. Không sao cả, không sao cả không sao cả nhìn thấy thần tượng giá lâm trần quả vui còn không kịp làm sao để ý mấy thứ đó mau vào mau vào mau vào trần quả mau chóng tiếp đón xin lỗi em nghĩ diệp tu thức suốt đêm nên người mở cửa nhất định là anh ấy tô mộc tranh còn giải thích đừng lo đừng lo trần quả vội nói dám để idol phải giải thích liên tục với mình trần quả hết sức hoảng hận không thể móc tim mình chứng minh cho tô mộc tranh biết cô không để ý gì hết đó em cứ ngồi đại đi nhé. Đối mặt với idol, người không sợ trời sợ đất như Trần Quả lại luống cuống không biết nên tiếp đón thế nào, bản thân nên lấy trái cây, kẹo hay nước trước. Có cần đưa tiền lì xì luôn không? Đầu óc vận động hết công sức, Trần Quả không hề nghe thấy Tô Mộc Tranh hỏi mình Diệp Tu ở đâu. Chờ tới khi cô tỉnh táo lại, đã thấy Tô Mộc Tranh đi gión rén phía sau Diệp Thu, thần bí lấy ra một ống pháo từ trong túi sách. Thấy Trần Quả đang nhìn về phía này, cô giơ ngón trỏ lên miệng suyệt một tiếng. Ế, đó là trần quả mới nói ba chữ chợt nghe tô mộc tranh hét to năm mới vui vẻ đồng thời tiếng bụp vang lên pháo hoa bay là tả bao trùm lấy diệp thu gì vậy diệp thu kinh ngạc hét to nhảy dựng cả lên trong pháo hoa giấy bốn mắt nhìn nhau ế anh không phải là diệp tu là diệp thu à tô mộc tranh nói cô là ai diệp thu hỏi trần quả kinh ngạc hóa ra diệp thu không biết tô mộc tranh nhưng tô mộc tranh thoáng nhìn đã nhận ra ngay diệp thu không phải diệp tu cô ấy thật sự hiểu rõ Diệp Tu, tôi là Tô Mộc Tranh, Tô Mộc Tranh nói, Tô Mộc Tranh, anh không biết à, Tô Mộc Tranh nói, mà sau khi nhận nhầm người, cô không vội giải thích, chỉ cầm ống pháo hoa đã dùng qua hai lần trong tay, chán nản nói, lại nhầm nữa, cái này hết mất rồi. Hết gì, Diệp Thu hỏi câu khó hiểu, Tô Mộc Tranh giờ ống pháo lên, hết rồi thì mua cái mới, Diệp Thu nói, đây là tôi tự làm, Tô Mộc Tranh nói. Bảo sao mà chưa từng thấy ống nào nhét đầy như ống này. Diệp Thu nói, đầu và cổ cậu cùng Trần Quả dính đầy thứ, thế còn chưa hết, những thứ pháo hoa bắn ra vẫn chưa rơi sạch, còn đang bay trên không kìa. Chương 404, Diệp Thu rời đi. Lúc Trần Quả tới, trên đầu cũng đầy pháo hoa như Diệp Thu, nhìn nhau không biết nên nói gì. Trần Quả thấy dáng vẻ tiếc nuối buồn bã của Tô Mộc Tranh mà đau lòng, bước tới quan sát ống pháo hoa trong tay cô, không thể dùng thêm lần nữa à? Không thể, loại này dùng được một lần à." Tô Mộc Tranh nói, "Để tôi xem." diệp thu vươn tay tô mộc tranh đưa diệp thu nhận lấy quan sát thử sau đó thở dài đúng vậy hỏng rồi không thể dùng lại cậu hiểu gì không đấy trần quả ở cạnh giật lấy đối với việc diệp thu nhanh chóng phán xét hết cách như vậy đặc biệt không hài lòng chị nhìn đi chỗ trong này nè diệp thu chỉ cho trần quả xem cô ấy dùng một lần bắn ra được nhiều pháo hoa như vậy đó là nhờ lực bắn mạnh thành thử ra chỗ này bị đụng hư giờ nếu nhét trở vào kẹt không tới đó sẽ không bắn được nữa Hiển nhiên, Trần Quả không ngờ rằng Diệp Thu có thể nói ra nguyên nhân, bừng tỉnh sau vài giây, nhưng lại không tìm được vị trí mấu chốt mà Diệp Thu bảo. Chỉ nhìn từ trên xuống dưới rồi bảo, không thể sửa chút sao. Ví dụ như chỗ phát lực ấy, Diệp Thu lắc đầu, nhất thời, Trần Quả không biết nói gì cho phải, cầm ống pháo hoa đã hỏng kia, không biết có nên trả cho Tô Mộc Tranh không. Nhưng Tô Mộc Tranh lại nhanh chóng thu hồi vẻ tiếc nuối, tỉnh queo nhận lấy ống pháo hoa bị hỏng từ Trần Quả, tự xem xét hồi, sau đó bỏ vào túi sách. Diệp Thu đâu? Rồi tô mộc tranh hỏi. Còn chưa dậy, Trần Quả trả lời. Vừa mới ngủ à? Không phải, tối qua ngủ rồi, hôm qua cậu ấy uống chút rượu. Trần Quả nói uống rượu, tô mộc tranh nở nụ cười anh ấy không thể đâu. Đúng vậy, Trần Quả cũng cười thế à, thế à? Sau đó ảnh say hả? Diệp Thu vội hỏi không đâu, cậu ta biết lúc nào mình không thể uống nữa, không giống ai đó. Trần Quả nói Diệp Thu còn nhớ rõ hành động vĩ đại tối qua, làm bộ không nhớ lại không phải phong cách của cậu. Đành phải xấu hổ khụ hai cái, sau đó vùi đầu nghịch máy tính. Lúc này từ trên lầu truyền xuống tiếng bước chân, bóng dáng Diệp Thu nhanh chóng xuất hiện tại cầu thang, nhìn thấy Tô Mộc Tranh đứng dưới, vẫy tay chào, đến rồi à. Vâng, mở u bàn tay Tô Mộc Tranh giấu sau lưng, gật đầu. Thằng kia đi chưa, Diệp Thu lại hỏi, Trần Quả đứng nhích ra để Diệp Thu nhìn thấy thằng bị cô che mất. Chuẩn bị đi, bên này, Diệp Thu đã tắt máy tính đứng dậy, đi sớm vậy, mọi người cùng ăn cơm đã. Trần Quả nói, không đi không được, Diệp Thu bất đắc dĩ nói, chậm nữa sẽ không kịp cơm tối, tôi cũng không giống tên bất hiếu nào đó. Ừ, em bao cả phần anh, ngoan ngoãn ở nhà hén. Diệp Thu nói, hư lý tưởng của em còn chưa thực hiện, anh nhanh chóng về nhà đi. Diệp Thu nói, Trần Quả đen mặt, chú em này còn thương nhớ việc bỏ nhà đi bụi à. Đến đây kêu Diệp Tu về, rốt cuộc là ý của nhà họ Diệp hay chỉ muốn đem anh trai về, bản thân thì yên tâm chuồn đi. Đi đây, Diệp Thu quả thực đã chuẩn bị sớm chứ không phải ý muốn bất chợt, áo măng tô đã cầm xuống lầu. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, lễ phép chào tạm biệt với hai cô gái, ngăn hai người đưa tiến, một mình rời khỏi. Đợi khi bước tới cửa, mới quay người vẫy tay với Diệp Tu, em đi đây, anh trai khốn kiếp. Mấy giờ bắt đầu hoạt động, Diệp Tu đã tập trung tinh thần vào công việc, nhìn gương mặt giống hệt mình biểu lộ vẻ mặt chuyên chú mà cậu chưa từng thấy diệp thu muốn nói gì môi lại mấp máy không thành tiếng vẫy tay lần nữa với hai cô gái sau đó ra khỏi tiệm nét cậu ấy đi rồi trần quả nói với diệp tu biết tôi nghe thấy diệp tu nói vậy sao cậu không có tí phản ứng gì vậy có chứ tan nát hết cõi lòng rồi nè diệp tu nói chấm trần quả câm nín hoạt động tới giữa trưa mới bắt đầu giờ vẫn còn sớm dẫn em xem chỗ anh ở đi Tô Mộc Tranh nói, được, Diệp Tu đứng dậy, á, à, Trần Quả chợt hoảng hồn, quan hệ giữa Diệp Tu và Tô Mộc Tranh rất tốt, mà cô lại sắp xếp Diệp Tu ở chỗ như vậy, nếu để Tô Mộc Tranh thấy được, trong lòng sẽ không thoải mái nhỉ. Trần Quả không muốn làm thần tượng khó chịu, nhưng giờ phút này, cô không thể thay đổi được gì. Diệp Tu dẫn Tô Mộc Tranh lên lầu, Trần Quả lo lắng không yên đi phía sau. Đợi đến khi Diệp Tu mở cửa phòng chứa đồ giới thiệu với Tô Mộc Tranh, hai mắt Trần Quả nhắm chặt lại. à, không tồi, không tồi, nơi này thích hợp với anh thật đấy." Ai dè Trần Quả nghe thấy Tô Mộc Tranh nói vậy, giọng điệu không giống như châm chọc. Trần Quả mở mắt nhìn về phía Tô Mộc Tranh, quả nhiên không thấy hờn giận gì, cô ấy đang nằm bò dưới khung cửa sổ nhỏ, xem thử độ cao này có thể nhìn thấy bên ngoài không. "Em muốn leo lên hả?" Diệp Tu cũng bình luận hành động của Tô Mộc Tranh, không biết nhìn từ đây sẽ thấy nơi nào. "Tô Mộc Tranh hỏi, anh cũng không nhìn thấy." Diệp Tu nói, nhìn thử nhá có gì đâu mà nhìn, em xem có thể thấy cửa sổ phòng em không? Tô Mộc Tranh nói, à, để anh ngấm thử. Diệp Tu cũng không phải nói cho có lệ, luyện được thành tài từ game online, hắn khá nhạy bén với góc nhìn và khoảng cách. Hắn sống nhiều năm ở gia thế, vốn dĩ rất quen thuộc rồi, bấy giờ cẩn thận nhớ lại vị trí phòng của Tô Mộc Tranh, gật đầu nói có lẽ nhìn thấy đó. Thiệt không, em xem thử đã, Tô Mộc Tranh nói, em thấy được à, Diệp Tu bất đắc dĩ, rõ ràng Tô Mộc Tranh không đủ cao cho em mượn dẫm cái. Tô Mộc Tranh nói, đang nói chuyện với anh hả? Chị chủ, thời điểm biểu hiện sự nhiệt tình của fan hâm mộ tới rồi đó. Diệp Tu nói, mặt chân quả đầy vạch đen, làm fan não tàn, cô cũng không tàn đến mức độ này. Để chị lấy ghế, chân quả chỉ có thể làm được vậy. Cuối cùng, mong muốn nhỏ bé của Tô Mộc Tranh được hoàn thành nhờ một cái ghế. Có thể nhìn thấy thật đó, Tô Mộc Tranh vừa lòng bước xuống. Thật không, thật không, ở đâu, chị cũng muốn nhìn. Sức mạnh theo chân idol của Trần Quả lại bùng cháy. "Chị chủ, chị không tới mức đó chứ?" Diệp Tu nói, "Thì sao, cửa sổ phòng chị thấy được mà, cần gì phải gian khổ như vậy?" Diệp Tu nói, "Thế à, chỉ chị xem với." Ba người bèn đi đến phòng Trần Quả, bên cạnh cửa sổ, Diệp Tu đếm trên dưới trái phải, nói vị trí cho Trần Quả. Cảm thấy thật gần, Tô Mộc Tranh nói, "Đúng đó, đúng đó." Trần Quả kích động, "Chắc sáng thức dậy tụi mình có thể chào buổi sáng được đó." Tô Mộc Tranh nói, được lắm luôn, Trần Quả tiếp tục kích động, lần sau tụi mình thử xem. Tô Mộc Tranh nói, được được, Trần Quả nói, nhớ số điện thoại để dễ liên lạc. Tô Mộc Tranh lấy di động ra, Trần Quả hạnh phúc muốn xỉu, cô đương nhiên biết Diệp Tu có cách liên lạc với Tô Mộc Tranh, nhưng sao lại không biết xấu hổ xin sỏ chứ. Hiện tại Tô Mộc Tranh tự mình nói ra, nên cô tuyệt đối sẽ không khách sáo. Được rồi, chúng ta xuống dưới đi, bên dưới không có ai. Diệp Tu nhắc nhở, em buồn ngủ, em qua chỗ anh ngủ chút. Sau khi ra khỏi phòng trần quả, Tô Mộc Tranh nói. Buồn ngủ, Diệp Tu khó hiểu, năm mới vui vẻ, Tô Mộc Tranh đột nhiên hét to lên, hai tay duỗi từ phía sau lên. Diệp Tu lập tức né tránh theo phản xạ, Trần Quả cũng kinh ngạc, còn cho rằng Tô Mộc Tranh chuẩn bị sẵn, kết quả nhìn lại, phát hiện Tô Mộc Tranh cầm ống pháo hỏng trong tay, mà lúc này không còn pháo hoa giấy bay ra nữa. Ha ha, hỏng mất rồi, Tô Mộc Tranh đưa ống pháo cho Diệp Tu coi, tuy nó bị hỏng, nhưng mục đích giật mình đã đạt được, không có pháo hoa giấy phun ra sướng mắt cũng vừa lòng. Hở, Diệp Tu lấy qua nhìn, là em làm à? Vâng, làm suốt đêm, nên không ngủ. Không ngủ được, Tô Mộc Tranh nói, vậy đi ngủ lát đi. Diệp Tu đưa Tô Mộc Tranh vào phòng chứa đồ của mình. Bằng không qua phòng chị ngủ hén, Trần quả thốt ra, sau đó chợt ngơ ngác, vì từ tối qua tới giờ, cô đã nói câu này ba lần. Hết hai lần bị từ chối, bấy giờ, cô cũng có dự cảm xấu. Không cần đâu, Ngủ xíu thôi mà, quả nhiên Tô Mộc Tranh cười từ chối, đi vào phòng liền nằm lên giường Diệp Tu. Khi nào bắt đầu hoạt động thì gọi em, Tô Mộc Tranh nói, ngủ lâu xíu, em đưa thẻ của em cho anh. Diệp Tu nói, anh mở hai tài khoản luyện cùng lúc à. Tô Mộc Tranh hỏi, không, để chị chủ trần luyện giúp em. Diệp Tu nói, ừ ừ, để chị luyện, chị cũng chơi bậc thầy pháo súng. Trần Quả luôn miệng nói, ý kiến của Diệp Tu quả thực tiện cả đôi đường, có thể tranh thủ luyện dùng Tô Mộc Tranh. Mà Trần Quả cũng rất bằng lòng chơi nhân vật ấy. Ngủ đủ thì hãy xuống, Diệp Tu nói câu cuối. Em biết rồi, Tô Mộc Tranh gật đầu. Diệp Tu và Trần Quả nhanh chóng ra khỏi phòng, xuống lầu. Tiệm nét vẫn giống ngày hôm qua, nhưng không che giấu được sự vắng vẻ. Có điều, giờ Trần Quả không rảnh để ý chuyện này. Xuống dưới lầu, cô lập tức treo biển tạm ngừng kinh doanh trước, sau đó nóng lòng cầm thẻ nhân vật Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh chạy đi chơi, còn tích cực hơn cả Diệp Tu đoán coi ai đây, Diệp Tu thấy Trần Quả vừa online đã nhanh nhẹn gửi tin nhắn. Quả quả, đối phương trả lời, Trần Quả gửi tin cho Hàn Yên Nhu của Đường Nhu. Cô bé này không ở tiệm nhưng để bụng với vinh quang lắm lắm. chương 405, hoạt động Tết Hòa Hợp, rất nhanh Diệp Tu cũng online, đêm qua ngủ ly bì, phó bản hàng ngày cũng không làm. Phong sơ yên mộc của Tô Mộc Tranh cũng vậy, hỏi Đường Nhu cũng y chang thế. Chỉ là hiện tại vừa ô nồ, hai người thiên thành và mã hậu pháo cũng không lên nét. Cả hội gần trăm người dẫn top vẫn bận bịu lên mạng, rừng rậm hắc ám không có giá đội. Muốn góp đủ 5 người, đành phải trông vào những người này. Năm hết Tết đến là một thời điểm đặc biệt, công hội sắp xếp thế nào còn tùy theo mỗi nhà. Diệp Tu liếc một cái, phát hiện có vài hội trưởng khu 10 vẫn đang online, liền lần lượt PM thăm hỏi, kết quả nếu không phải hết lượt thì đã gom đủ đội. Nhưng điều này không làm khó được Diệp Tu, không có ai vậy thì ba người thôi cũng đủ, bằng kỹ thuật và thực lực của hắn ba người đánh bản năm người Diệp Tu tuyệt đối nắm chắc, chẳng qua hiệu suất sẽ kém hơn chút. Thời điểm đặc biệt không nên mặc cả nhiều, nhưng trong hoàn cảnh sống còn đều dựa hết vào kỹ thuật, Trần Quả chen vào góc mặt, cầm nhân vật của Tô Mộc Tranh, rất sợ sơ ý làm chết nhân vật của Tô Mộc Tranh, trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Dưới sự căng thẳng và bất chấp, Trần Quả bị khớp, suy nghĩ cũng chậm hơn nửa nhịp, mắc lỗi liên tục. Nhờ có Diệp Tu nhiều lần cứu độ mới vượt qua mấy phen đến bây giờ. Cũng may Trần Quả ngồi bên cạnh Diệp Tu, được Diệp Tu chỉ dẫn nhiều lần, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Sau đó phát hiện, thì ra cũng không đến nỗi quá mức khó khăn. Trần Quả là một người chơi lâu năm, tất nhiên cũng nhanh chóng phát hiện, không khó, là vì đa số khó khăn đều do Diệp Tu gánh lấy, lại thêm đường nhu đỡ đần bên cạnh, đến lượt cô chẳng còn bao nhiêu. Dù sao tốc độ đánh bản của ba người không nhanh được. Xong ba lượt cũng đến giữa trưa, hoạt động Tết âm lịch bắt đầu lúc 12 giờ trưa, đường nhu tranh thủ đi ăn cơm trước, Diệp Tu và Trần Quả cũng cần ra ngoài mua cơm. Tối nay ăn cái gì? Vừa ăn đồ ăn ngoài, Diệp Tu vừa hỏi Trần Quả. Hôm nay dù sao cũng là 30 Tết, cơm tối bỗng dưng thành bữa tất nhiên, nếu mua đồ bên ngoài như bình thường quả thật có chút thê thảm. Yên tâm, chỉ có chuẩn bị rồi. Trần Quả nói, gì? Diệp Tu nói, ra ngoài ăn, quyết định vậy nha. Trần Quả nói, được không? Ý tôi là, nếu lỡ gặp fan vinh quang, giống như chị chẳng hạn. Diệp Tu nói, Trần Quả liếc xéo Diệp Tu một cái, sau đó mới nói, "Đặt phòng, nhất định không bị làm phiền." "Ừ, vậy cũng được." Diệp Tu đồng ý với Trần Quả. Trần Quả trợn mắt, cuối cùng không nói gì. Diệp Tu tất nhiên không nói lo lắng của mình chủ yếu là vì Tô Mộc Tranh. Chuyện liên quan tới Tô Mộc Tranh, Trần Quả có thể không chú ý sao? Tất nhiên mọi mặt đều được suy tính hết rồi, hoạt động sắp tới, cậu thấy thế nào?" Trần Quả hỏi. Theo thông báo không thấy chỗ nào chen chân được, mọi người đành làm từng bước coi may mắn và kỹ thuật thôi." Diệp Tu nói, "Vậy nên không rầm rộ được như mấy cậu hồi Noel hả?" Trần Quả nói, "Không thể." Diệp Tu lắc đầu khẳng định, "Vậy cậu đoán xem hoạt động lần này lên được bao nhiêu cấp?" "Chị cho tôi là thần tiên thiệt hả? Nhiệm vụ phải làm rồi mới biết được chứ, giờ mới ra thông báo sơ lược sao nghĩ được nhiều vậy chứ?" Diệp Tu nói, "Lên tới cấp 50 cậu muốn khiêu chiến thần chi lĩnh vực thật sao?" Trần Quả hỏi, "Tất nhiên, nếu không thì sao thăng cấp được nữa?" Diệp Tu nói, khó không, Trần Quả hỏi, không khó, tốn thời gian thôi. Diệp Tu nói, lúc trước nghe Diệp Tu nói đến cấp 50 sẽ hoàn thành khiêu chiến thần chi lĩnh vực, Trần Quả từng cảm thấy hắn điên rồi. Nhưng bây giờ nghe Diệp Tu đáp nhẹ nhàng như vậy, cô liền có thể dễ dàng chấp nhận. Lấy thực lực của một đại thần đỉnh cao như hắn, Trần Quả cảm thấy lời này của Diệp Tu hoàn toàn không quá đáng chút nào. Nhiệm vụ khiêu chiến thần chi lĩnh vực chủ yếu chia thành hai phần. Một phần nhiệm vụ thực hiện ở đấu trường, Yêu cầu người chơi đạt được số lần thắng nhất định. Mà thắng thôi chưa đủ, còn phải hoàn thành yêu cầu đi kèm, chính là cấp bậc đối thủ không thể thấp hơn nhân vật của mình. Điều này với Diệp Tu có chút rắc rối, vì cấp bậc hiện tại của hắn rất cao, dẫn top đầu khu 10, đến khi lên 50, người cùng cấp còn chẳng bao nhiêu, nói chi là hơn cấp. Mà những người này chắc chắn là những tinh anh của các công hội lớn, đa số đều có tài khoản lâu đời ở thần chi lĩnh vực, ở khu mới này, chuyện cần làm chỉ là thăng cấp thật nhanh, cướp kỷ lục phó bản. Đấu trường là nơi giải trí tốn thời gian, đám này hẳn chẳng buồn nhấc chân tới đó. Bởi vậy, Diệp Tu rơi vào tình cảnh không bột đố gột nên hồ. Chắc chắn rằng, hắn có thể lấy được nhiều thành tích chiến thắng, nhưng vấn đề là không có đối thủ hiến dâng điểm tích cho hắn, Diệp Tu làm sao thắng được? Tìm một đối thủ cố định, đáng tiếc, hệ thống vinh quang sớm đã suy xét chuyện này, cùng một đối thủ, sau khi thắng quá 10 lần, nếu thắng thêm lần nữa cũng không được cộng vào thành tích nhiệm vụ. Bên nhà phát hành luôn quảng bá thần chi lĩnh vực là một thế giới mới, tất nhiên nhiệm vụ khiêu chiến thần chi lĩnh vực phải sử dụng tất cả biện pháp để tránh việc người chơi đầu cơ trục lợi, ngoại trừ dựa vào thực lực chân chính, chỉ có thể dùng một cách gian lận duy nhất, chính là giống như trần quả, nhờ người khác giúp hoàn thành nhiệm vụ. Cái loại nhờ và giúp đỡ thế này, hệ thống cũng đành bó tay. Ngoại trừ ở đấu trường, phần còn lại chính là một mạch nhiệm vụ thần chi lĩnh vực. Mấy nhiệm vụ này chủ yếu để khảo sát kỹ thuật người chơi dù là nhiệm vụ đánh rất vật phẩm, cũng phải đạt được yêu cầu nhiệm vụ mới được. Ví dụ như yêu cầu liên kích 8-10 lần gì đó chẳng hạn. Đều là yêu cầu vô cùng khắt khe cứng nhắc, đừng hòng ăn may qua cửa. Loại nhiệm vụ khảo sát thao tác kỹ thuật này, tất nhiên không thành vấn đề với Diệp Tu. Vấn đề của Diệp Tu ngược lại là chuyện giết quái. Vì trước nay độ khó của nhiệm vụ thần chi lĩnh vực đều từ độ khó cấp cao nhất đổ lên. Nhân vật quân mạc tiếu của Diệp Tu mới 50, đối mặt với NPC cấp 70, chịu áp chế cấp bậc tạo thành tranh lệch càng đáng sợ. Bởi vậy mỗi trận chiến của Diệp Tu càng thêm gian khổ. Yêu cầu 80 lần liên kích, hoàn toàn không cần Diệp Tu lo nghĩ gì, vì muốn thắng được mục tiêu này cần rất nhiều thời gian, Diệp Tu tất nhiên phải tận dụng đi đánh liên kích. Điều Diệp Tu cần quan tâm chính là sức bền trong chiến đấu. Cái này không chỉ thể hiện ở HP, MP nhân vật, mà cả năng lực tập trung của Diệp Tu, cần phải giữ vững tránh không được mắc sai lầm trong thời gian dài. Mặc dù Diệp Tu có thể vượt qua hết thảy, cũng không thay đổi được sự thật làm nhiệm vụ này vô cùng mất thời gian. Cho nên Diệp Tu mới nói đây là một nhiệm vụ vô cùng tốn thời gian với hắn. Hy vọng có thể thuận lợi một chút, Trần Quả chỉ nghĩ thôi mà đã sợ run người. Diệp Tu ngồi bên cạnh giường như đã xa vào trầm tư. Đúng 12 giờ bắt đầu nhiệm vụ, Diệp Tu, Trần Quả, Đường Nhu lại lock in vào game. Diệp Tu nhìn danh sách bạn bè, năm hết Tết đến, số người Âu nồ giảm rõ rệt. Nhưng điều làm Diệp Tu vui mừng là, bánh bao xâm lấn vẫn còn nguyên. Chuyện bánh bao xâm lấn bỏ lỡ nhiệm vụ Noel lần trước làm cấp bậc rất hẳn một đoạn làm Diệp Tu vẫn luôn tiếc nuối, thậm chí còn đòi số điện thoại bánh bao xâm lấn để tránh bi kịch tái diễn. May mà lần này bánh bao xâm lấn có giác ngộ, sáng sớm đã làm tổ trên mạng, hiện tại cũng bắt đầu cày nhiệm vụ. Diệp Tu chạy vài chuyến theo quy trình nhiệm vụ, cũng dần nắm được tinh túy trong đó. Không thể nghi ngờ, nhiệm vụ Tết năm nay cũng như nhiệm vụ mọi năm, chỉ xét mỗi XP thu được cũng hơn luyện cấp bình thường nhiều lần, chưa kể đến tỷ lệ được thưởng đồ xịn siêu cao. Nhưng điều làm Diệp Tu tiếc nuối là hắn không tìm chỗ chen chân được. Mộng tìm bác để vượt trội người khác như lần trước hiển nhiên không thành. Số người chơi bị nhiệm vụ mới ra hấp dẫn đúng là không đếm xuể. Thấy list friend vắng lặng, nhưng lúc làm nhiệm vụ lại khiến Diệp Tu có lỗi giác cả thế giới tràn đầy người. Mà spam thông báo lên TV trên kênh thế giới tuyệt đối sẽ làm những người lỡ nhiệm vụ kết năm nay hận đấm ngực rậm chân. Chứng minh rõ ràng nhất chính là, cả Trần Quả chơi giúp idol vốn nên vào mốt fan não tàn, nhưng nhìn số giải thưởng hoa lệ lấp lánh cũng rung động không thôi, rất muốn bỏ ức idol chạy về trục yên Hà ở thần chi lĩnh vực đi làm nhiệm vụ. Trần Quả xoắn suýt không bao lâu, nhiệm vụ bắt đầu được một tiếng, Tô Mộc Tranh đã ngủ dậy xuống lầu, thuận tay nhận lại nhân vật, Trần Quả lập tức login in trục yên hà của cô, phấn khởi làm nhiệm vụ ở thần chi lĩnh vực. Nhiệm vụ làm thế nào vậy? Tô Mộc Tranh vừa nói đã lộ chuyện cô nàng không có đọc giới thiệu nhiệm vụ, được Diệp Tu dắt tay chỉ từng bước, Tô Mộc Tranh cũng làm xong một lần, trong quá trình tuy phải chiến đấu, nhưng với tuyển thủ chuyên nghiệp, độ khó của mấy nhiệm vụ đại chúng tất nhiên không bị được lúc trên sân đấu. Làm cũng rất vui mà, Tô Mộc Tranh làm xong một lượt thì bình luận, ừ, giải thưởng coi được, Diệp Tu nói, năm nào cũng vậy, Tô Mộc Tranh cảm thán, tiếp tục làm nhiệm vụ lần hai. Hai người đều là cao thủ chuyên nghiệp kinh qua sóng to gió lớn, không có giải thưởng nào có thể làm hai người vui mừng ra mặt. Trần Quả ở bên cạnh, đột nhiên cảm thấy áp lực thật nặng nề. Bao lần cô muốn hô mừng giúp, đều thấy cả hai chỉ ngồi yên lặng, như chỉ có mình mình làm quá lên. Thật ra nhiệm vụ tết việt nhất ở chỗ không dễ phát sinh xung đột. Diệp Tu bỗng dưng lên tiếng, này mới hợp với lẽ thường, gần sang năm mới, không ai muốn gặp chuyện không vui. Hoạt động tết âm lịch, hòa hợp rất quan trọng, Tô Mộc Tranh nói, chương 406, đêm giao thừa, có bảng xếp hạng ắt sẽ có sự cạnh tranh của các công hội, hoạt động đêm noel cũng vì thế mà trở thành chiến trường cho các công hội so tài cao thấp hoạt động tết âm lịch lại không mang tính chất đó người chơi im lặng làm nhiệm vụ hệ thống lặng lẽ phát thưởng người chơi có thể cùng nhau tổ đội làm nhiệm vụ nhưng cũng không nhất thiết lắm cho dù một người cũng có thể thuận lợi hoàn thành hết nhiệm vụ có thể nói hoạt động tết âm lịch đã khiến vinh quang tạm trở thành một trò chơi offline mọi người chơi sao cũng được đương nhiên chuyện nhìn thấy người khác được phần thưởng giá trị mà đỏ mắt mà ước ao đố kỵ thì quả thực chẳng còn cách nào. Xong, nhiệm vụ là vậy, Gato thì hãy đi làm, đây chính là ý nghĩa của việc hệ thống thông báo quà thưởng, thu hút nhiều người tham dự hơn. Bất kể hoạt động khen thưởng hấp dẫn ra sao, ngày này, càng muộn thì người online càng ít. Tới 6 giờ, Diệp Tu trước khi ao nhìn thoáng qua danh sách bạn bè, một mẫu u ám, hẳn nhiên không ai lên mạng, bao gồm cả những phần tử tích cực của các công hội. Tiếp đấy, ba người cùng đến chỗ Trần Quả đã đặt trước, ăn bữa cơm tất niên. Đối với hai vị khách này, Trần Quả chợt cảm thấy bản thân đang nằm mơ. Nếu là trước đây, đánh chết cô cũng không nghĩ mình có cơ hội ăn chung với họ, lại còn là bữa tất niên chỉ có ba người. Trần Quả cực kỳ hăng hái, nhưng lòng thầm biết rõ tử lượng tệ hại của hai anh em Diệp Tu. rót rượu cho Diệp Tu cũng chỉ để làm màu, không hề rủ hắn uống, hầu hết, Diệp Tu đều uống linh tinh để đối phó. Đề tài nói chuyện phiếm của ba người chủ yếu xoay quanh vinh quang. Diệp Tu và Tô Mộc Tranh là hai tuyển thủ đứng đầu, biết nhiều tin bí mật mà người ngoài không biết, trần quả chỉ cần nghe họ buôn chuyện thôi cũng đủ mở mang tầm mắt. chẳng qua so về nhiều chuyện, đại thần đứng đầu như diệp tu còn bị bại bởi tô mộc tranh. tô mộc tranh không hổ là con gái, phương diện nhiều chuyện mạnh hơn diệp tu nhiều. đêm nay ai cũng không nói chủ đề nghiêm túc gì, bầu không khí còn hòa hợp hơn nhiệm vụ tết âm lịch. cuối cùng hai cô nàng say tí bỉ, một câu chuyện mà cả hai nhắc lại những năm lần, cười đến ngã tới ngã lui. diệp tu uống rất ít hoàn toàn tỉnh táo nhìn hai người đùa giỡn vui vẻ hắn không ngăn cản chỉ im lặng ngồi bên a à, hết rượu rồi tô mộc chan lảo đảo cầm chai rượu rót một hồi nhỏ ra được hai giọt sau khi đưa tới trước mặt nhìn vào thử cô nâng chai tuyên bố với mọi người vậy thì về thôi diệp tu nói được tô mộc tranh lập tức đứng lên ai trần quả muốn nói có thể gọi tiếp nhưng thấy thần tượng muốn về bèn nuốt ngược lời định nói đỡ bàn rồi lung lay đứng dậy từ từ Diệp Tu thấy hai cô nàng đi đứng không ổn định, đứng dậy không biết nên đỡ ai. Kết quả hai người tự đỡ nhau, lắc qua lắc lại đi về phía cửa. Diệp Tu vội vã theo sau, chuẩn bị tùy thời giúp đỡ. Tính tiền rồi đi, thời gian không còn sớm, đêm mùa đông hơi lạnh, nhưng hai người vừa uống say nên nhồn nhiên không phát hiện. Ra cửa không gọi xe ngay, chỉ bước dọc trên đường. Cả hai hi hi ha ha suốt, Diệp Tu bám theo đuôi, lại không hề nghe rõ họ nói gì. Đi từ đây về có xa không? diệp tu rốt cuộc nghe tô mộc tranh nói rõ được một câu bị dọa đến vãi đầy mồ hôi ừm um, xa đó tụi mình đi thêm chút rồi ngồi xe về may mà trần quả vẫn còn ý thức ừ ừ vậy chúng ta đi tô mộc tranh bảo hai cô nàng tiếp tục lảo đảo bước nhanh về trước diệp tu không ngăn cản chỉ bám sát phòng trường hợp một trong hai té ngã nhìn hai bên đường nhà ai cũng đang sáng đèn trông sáng ngời hơn cả ánh sao đêm nay chợt nghe tiếng bùm không biết pháo hoa bắn lên từ cửa sổ nhà nào Pháo hoa nổ tung càng làm những ngôi sao trở nên ảm đạm. Mà cú bắn ấy tựa như một tín hiệu, đủ loại pháo hoa kỳ lạ lần lượt bắn ra từ từng cửa sổ. Ngay sau đó tiếng pháo nổ vang bốn phía, âm âm cả vùng, dường như có thể nghe thấp thoáng tiếng chuông trong ấy, không giờ đã tới rồi. Hai cô nàng đứng rất gần, Diệp Tu nhìn thấy họ đang mở miệng la hét, nhưng dưới tiếng pháo nổ lại không nghe rõ được. Càng bi kịch là, sau khi pháo hoa với muôn hình vạn trạng nổ hết thì bắt đầu rơi xuống như mưa người đầu tiên bị rơi trúng đầu là Trần Quả. Ai ra, Diệp Tu lại gần, cuối cùng nghe thấy được tiếng hét của Trần Quả. Chạy mau, hai cô nàng gọi Diệp Tu, rồi bỏ chạy trước. Nhưng vấn đề là, ngoại trừ những tòa cao ốc văn phòng, ven đường hiếm nhà nào không bắn pháo góp vui lắm, trận mưa này rơi suốt dọc đường, chạy, có thể chạy đâu chứ? Hai cô gái lại như chẳng hiểu chuyện thường tình này, vừa chạy vừa trốn, trông cực kỳ vui vẻ. Diệp Tu chạy theo sau nhìn, cuối cùng cũng hiểu, hai người đang coi đây là trò vui. Diệp Tu chú ý dọc đường, khoảng thời gian này khá đặc biệt, xe taxi không nhiều. Nếu muốn đón xe, có chờ thật lâu cũng không có xe trống đi qua. Mệt rồi mệt rồi, nghỉ chút thôi. Hai cô nàng chạy một hồi cũng chui vào trạm chờ xe bus để núp, rồi đồng thời ngửa đầu nhìn bầu trời đầy pháo hoa tựa như kéo dài bất tận kia. Nhìn kia, cái kia đẹp thiệt, ừ ừ, bên kia bên kia. Hai người chỉ trỏ, tiếp tục vừa cười vừa ngã trái phải. Diệp Tu cũng chui vào, ngửa đầu nhìn, trên trời đủ loại pháo hoa, quả thực rất sáng, chỉ tiếc, pháo hoa sáng mấy cũng chóng tàn, thoáng vụt trong giây lát rồi thôi. Ba người ngồi tại trạm xe bus, chiêm ngưỡng hết bữa tiệc pháo hoa của nhà nhà. Cảnh rực rỡ huyên náo qua đi, sự yên tĩnh chợt nổi bật đến lạ. Tiếng pháo thỉnh thoảng âm vang, chỉ tô điểm cho sự quạnh quẽ sau phút phồn hoa. Hết rồi, Tô Mộc Tranh nhìn bầu trời than thở, chưa hết đâu, ở nhà tụi mình vẫn còn đó, mau về nhà bắn trần quả nói vậy sao tô mộc tranh lập tức hăng hái hẳn mau bắt xe hai người tâm tình tốt trở lại đứng lên nhưng bây giờ rất khó bắt xe ba người đợi hồi lâu mới bắt được đợi lúc về tới tiệm nét những nhà không đón giao thừa đều nghỉ ngơi hết tuy nhiên cả hai nào thèm quan tâm trần quả vừa về đã lấy tất cả các loại pháo ra đống pháo này là do trần quả nghe tên êm tai tạo hình đẹp mắt mới mua cô cũng không biết trông chúng thế nào lúc này ùa ra ngoài cửa hai cô xếp hàng tìm Diệp Tu xin lửa. Đốt hai cây, mỗi người một cây, cả hai lập tức chơi pháo hoa, từng cái từng cái, một bên phóng, một bên bình luận. Trước là khán giả, nay trở thành người tham gia, trong hoàn cảnh chẳng còn ai chơi đùa, hai người vẫn tìm kiếm thú vui tranh kỳ đấu diễm, luôn miệng bảo pháo hoa của mình bắn đẹp hơn mấy cái trước đó nhiều. Đẹp đẹp, Diệp Tu vừa phụ họa vừa giữ lửa, khói vừa tắt, hai người đều chạy đến chỗ hắn. Trần Quả mua không ít pháo hoa, hai người bắn hết cũng mất mấy tiếng, sau cùng mới cảm thấy mỹ mãn, trở về nhà nghỉ ngơi. Kế tiếp làm gì đây? Chơi pháo hoa đủ rồi, hai người hiển nhiên còn chưa hết hứng. Có thể đánh phó bản, Diệp Tu đề nghị, hai người liếc mắt nhìn nhau, ngẫm nghĩ không có chuyện để làm, đành chấp nhận đề nghị của Diệp Tu. Vừa online, danh sách bạn bè so với lúc lóc ao nhiều hơn chút, có điều đường nhu không lên mạng. Ồ, chỉ có hai người chúng ta, Diệp Tu nói với Tô Mộc Tranh, vậy hai người phá bản thôi, Tô Mộc Tranh nói chắc em không đánh phân nửa rồi ngủ đâu nhỉ. Diệp Tu hoài nghi, hai người chơi hơi quá, nãy giờ quẩy mà vẫn giữ được hưng phấn, hiện tại an tĩnh như thế, men rượu nổi lên không chừng sẽ mệt dã rời. Thế anh sâu lâu cũng được mà, Tô Mộc Tranh nói, được rồi, đi thôi. Hai người cùng đánh phó bản, Trần Quả chỉ hận không có nhân vật, đành một mình chơi trục yên hà. Lo lắng của Diệp Tu quả nhiên cực đáng tin, trò chơi bắt đầu chưa bao lâu, Trần Quả chơi một mình tại thần chi lĩnh vực, vốn đã rất huệ hoài, nay mi mắt bắt đầu đánh nhau. Kiên trì không chịu đi nghỉ, cuối cùng ngủ gục trên ghế. Bởi vì hai người phối hợp, tình trạng của Tô Mộc Tranh tốt hơn Trần Quả. Tuy nhiên, phó bản qua được một nửa cũng bắt đầu nhắm mắt làm bừa. Nè nè, nè, nè nè nè, Diệp Tu không ngừng nhắc nhở, lúc này, Tô Mộc Tranh không còn là người cộng tác ăn ý nhất nữa, mà cứ như tên nằm vùng do boss phái tới, luôn tạo phiền phức cho Diệp Tu. Nhanh ngủ đi, Diệp Tu nói em không buồn ngủ, tô mộc tranh vùng vẫy, nâng tay bắn pháo rụ quái, Diệp Tu chỉ huy nhân vật quay đầu bỏ chạy. Quái chưa đánh xong còn dẫn thêm một đống em về, chặn bằng địa hình, di chuyển, thả diều, kéo xe lửa. Diệp Tu dùng hết 18 kỹ xảo mà mình biết, khó lắm mới giết được đống quái. Quay đầu muốn khuyên Tô Mộc Tranh đi ngủ lần nữa, ai ngờ phát hiện Tô Mộc Tranh cũng ngủ ngồi trên ghế luôn rồi. chương 407, kỳ nghỉ dài ngày, nè nè, lên lầu ngủ, nè nè, lên lầu ngủ, Diệp Tu vỗ trái phải mỗi cô một cái, thế nhưng cô nàng bên trái thì nhích sang phải, cô nàng bên phải thì nhích sang trái. Miệng thì lầm nhầm gì đó không ai hiểu, túm lại là cứ ngủ khi khi thôi, không hề muốn rời khỏi ổ. Diệp Tu lại vỗ lần nữa nhưng hai cô nàng đều đách quan tâm. Bất đắc dĩ, Diệp Tu đành chạy lên lầu, lấy chăn đắp lên cho mỗi người một cái rồi mới quay lại game. Tô Mộc Tranh từng bảo một mình Diệp Tu cân phó bản tốt, cái chính là hơi dườm giả tí đỉnh thôi lúc này cũng vì hết cách mà diệp tu đành phải kiên trì sâu lâu phó bản một mình tuy tô mộc tranh ngủ rồi nhưng nhân vật không chết để đỡ phí diệp tu thỉnh thoảng lại điều khiển phong sơ yên mộc của tô mộc tranh chạy theo ra khỏi phó bản diệp tu thở dài bảo sâu lâu thì sâu lâu được đấy nhưng vẫn thấy mệt vãi ra kiểu như tự hành bản thân vậy không thực dụng tẹo nào nhất là đang trong thời gian có hoạt động mà chạy đi sâu lâu phó bản thì đúng não có vấn đề tối nay diệp tu không uống nhiều nên chưa say đâu ra khỏi phó bản, thoát nhân vật tô mộc tranh, Diệp Tu lập tức đi làm nhiệm vụ. Hoạt động Tết là nhiệm vụ tuần hoàn, người chơi thường còn làm được nói chi là Diệp Tu. Nhàm chán lặp đi lặp lại từng vòng nhiệm vụ, TV cũng lên mấy lần, nhưng chưa được thưởng món gì khiến cộng đồng mạng hết hồn. Chẳng qua, kinh nghiệm mới là thứ Diệp Tu cần nhất, nhìn số kinh nghiệm nhận được, năng suất khá là hài lòng. Quá nửa đêm, cơn say cùng sự mệt mỏi của Trần Quả và Tô Mộc Tranh giảm đáng kể nhờ giấc ngủ ngắn ngủn, hai cô nàng lần lượt tỉnh giấc. Lên tầng ngủ đi, Diệp Tu gọi, ưng, Trần quả đấu tranh tư tưởng tỉnh dậy, anh đang làm gì đấy? Tô Mộc Tranh cũng cố gắng mở mắt ra, nhiệm vụ của hoạt động, Diệp Tu đáp, em cũng làm với, em không muốn bị bỏ xa đâu. Tô Mộc Tranh rụi mắt, mò tay bắt chuột, yên tâm, đến cấp 50 là anh bị dậm chân lâu đấy. Diệp Tu bảo, anh đã nghĩ cách giải quyết chưa? Tô Mộc Tranh hỏi, có cách gì chứ? Diệp Tu lắc đầu, chuỗi nhiệm vụ còn tạm chữ yêu cầu bên đấu trường thì hơi rắc rối ở khu mới. Tô Mộc Tranh mở bảng cấp độ, nghiên cứu cấp của một số nhân vật tại khu 10 hiện nay. Hạnh phúc hôm qua, buồn phiền hôm nay ha. Diệp Tu thở dài, ngay cả Diệp Tu còn chịu chết thì Tô Mộc Tranh cũng đành bó tay, chỉ có thể cùng Diệp Tu phiền muộn. Trần Quả đang đấu tranh xem có nên dậy hay không, nhưng thấy Tô Mộc Tranh không định ngủ nữa, cô liền vặn eo, ngồi dậy bắt đầu lock in trò chơi. Chị chủ cũng không ngủ nữa à? Diệp Tu hỏi, trực đêm, ngủ gì mà ngủ? Trần quả trợn mắt, nhưng chẳng trợn được bao lâu, vì mí mắt đã dần nặng chiếu. ở trực đêm trực đêm, Diệp Tu chẳng thèm khuyên, nhanh chóng tập trung vào trò chơi của mình. biết thừa có người cú đêm mà chẳng có hoạt động đặc biệt gì cả. Trần quả ca thán, bắt đầu nhiệm vụ. và thế, mỗi người canh một máy, hoàn thành tục lệ trực đêm. số người chơi lấy lý do này để chơi thâu đêm cũng không ít. số người online của giờ cao điểm ban đêm thường không so được với thời điểm khác. Nhưng đêm nay, số người chơi thâu đêm nhìn hơn cả. Mà chỉ trong một đêm, ta có thể nhìn ra ngay sức mạnh của hoạt động Tết này. Trên hàng top 100, người login hoạt động khác xa với người nghỉ hoạt động. Diệp Tu và Tô Mộc Tranh đều nhích lên vài vị trí. Đến sáng, ba người mới lo cao đi ngủ. Tô Mộc Tranh định ngủ bên chỗ Diệp Tu, Diệp Tu ra sofa nằm, nhưng Trần Quả nhất quyết không đồng ý. Dưới sự mời mọc nhiệt tình, cuối cùng Tô Mộc Tranh sang ngủ chung với cô. Diệp Tu tiếp tục ngủ trong phòng chứa đồ nhỏ nhoi của mình. Chưa dậy, sau khi ăn đại thứ gì thì cắm đầu vào vinh quang. Đến tối, Trần Quả tiếp tục sắp xếp ăn ngoài, ba người lại đi uống chén no nê, chẳng qua tiết chế hơn hôm qua, hai cô gái không uống say bét nhẹ nữa. Sau đó về tiệm, tiếp tục cầy vinh quang, lúc này, không ai ham hố chơi thâu đêm suốt sáng nữa, mệt thì đi nghỉ. Cuộc sống ba ngày trôi qua không biến động gì lớn, rất đỗi yên ả, nhưng ai cũng vui. Vinh quang vốn là niềm yêu thích nhất của họ. Vào những kỳ nghỉ dài, không còn những buồn lo vì công việc, được làm chuyện mình thích làm, đó vốn là cách dùng ngày nghỉ của đại đa số mọi người. Thế nên, với cách của ba người, đó không phải việc gì quá bất thường. Mùng 4, Trần Quả muốn ra ngoài chúc Tết. Kỳ thật, không phải Trần Quả không có họ hàng, chẳng qua quan hệ không thân thiết, chỉ mỗi năm Tết nhất mới tới thăm hỏi nhau một lần. Trần Quả đi từ sáng sớm, lúc Diệp Tu và Tô Mộc Tranh thức dậy thì thấy tờ giấy cô để lại, a à, hôm nay chỉ có hai anh em mình thôi diệp tu đọc xong bảo làm gì bây giờ nhỉ tô mộc tranh hỏi tết đến đã mua quần áo mới chưa diệp tu hỏi chưa tô mộc tranh đáp thế đi mua diệp tu bảo ok tô mộc tranh đồng ý luôn thế nên hôm nay không ai cố thủ trong game cả trần quả ra ngoài chúc tết diệp tu cùng tô mộc tranh ra ngoài cả ngày đi ăn đi uống nhàn nhã dạo phố xá như một ngày nghỉ trong trò chơi Trần quả chúc Tết một ngày là xong, Diệp Tu và Tô Mộc Tranh dạo chơi một ngày cũng không bị niềm vui mới lôi kéo. Sau đó, tất cả lại trở về như cũ, mỗi ngày trai mông cầy nhiệm vụ hoạt động Tết. Kỳ nghỉ Tết thường chỉ kéo dài 7 ngày, liên minh chuyên nghiệp là 6 ngày. Vì liên minh cũng muốn nhân dịp nghỉ lễ tổ chức gì đó góp vui cho mọi người, nên thường lấy ngày mùng 7 là ngày sắp xếp trận đấu. Đến tối mùng 6, Tô Mộc Tranh chuẩn bị trở về chiến đội. Mấy ngày ở với nhau, Trần Quả đã tạo được mối quan hệ thân thiết với Tô Mộc Tranh, có thể thành bạn với thần tượng, đây là điều mà trước giờ cô nằm mơ cũng không dám, nay giấc mơ thành hiện thức, cả ngày cứ cười ngẩn ngơ. Lúc Tô Mộc Tranh đi, Trần Quả còn tặng kèm túi lớn túi bé bao la là đồ. Diệp Tu trông thấy cũng phải sen mồm vào, tôi bảo này, có phải xa lắm đâu, cách có một con đường thôi kìa. Chú mày thì biết gì, Mộc Mộc không tiện sang đây, hơn nữa chỗ chúng ta là tiệm nét không cộng đấy. Trần Quả bảo, sao tôi không biết chứ? diệp tu nhìn trời càng ngày chị chủ trần càng không coi hắn là đại cao thủ chuyên nghiệp nữa rồi nhưng nhiều đồ quá em cũng không cầm xuể thôi cứ để đây đi rảnh em lại sang lấy tô mộc tranh nói lý do khác thì thôi chỉ cần bốn chữ rảnh em lại sang đã vô cùng mê hoặc trần quả tất nhiên cô rất hoan nghênh tô mộc tranh hay sang đây chơi rồi thế là nhanh nhỏ chia đồ vậy đây được rồi cái này sau này sang lấy nốt tô mộc tranh đi rồi tiệm nét chỉ còn diệp tu và trần quả nhân viên trong tiệm được trần quả cho nghỉ hết mồng bảy mới đi làm. Mấy hôm nay không kinh doanh chủ yếu là để tập trung tinh thần chiêu đãi tô mộc tranh, nay tô mộc tranh đi rồi, trần quả tiện thể mở hàng luôn. Hôm nay không đông khách lắm, lại có nhiều đứa trông mặt non trẻ đến chơi, thậm chí còn không có chứng minh nhân dân, xiên sẹo nói dối để được vào. Đó hiển nhiên là những đứa trẻ có tiền mừng tuổi muốn đi tiêu. Nhưng việc này trần quả rất nguyên tắc, không ham tí tiền mà để đám nít xanh chưa có chứng minh nhân dân lên mạng các cháu không làm sao được đành bực dọc cầm tiền bỏ đi. Hôm nay tiến không ít đội ngũ như thế, Trần Quả không nương tay bất cứ trường hợp nào. Mùng 7, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, ngày mà Liên minh Vinh Quanh cố ý sắp xếp phòng đấu thường quy, hòng tạo một kết thúc viên mãn cho quần chúng nhân dân Vinh Quang. Trong kế hoạch thi đấu của toàn bộ mùa giải, ngày này là ngày được tính toán từ sớm. Mọi bố trí của ngày hôm nay đều đặt nặng vấn đề kịch bản. Gia thế vs bá đồ, tùy thứ tự song phương hiện tại không cân xứng, nhưng vì thù hằn tích chữ nhiều năm cũng đủ để đã trở thành một trận đấu đáng chú ý. Trận này, fan gia thế và fan bá đồ đều tuyệt đối không thể bỏ qua. Phi Thảo vs Luân Hồi, sau ra Vương Triều, đội quán quân thế hệ mới từng giật cúp liên minh hai lần đối mặt với sự khiêu khích của chiến đội Luân Hồi ngày càng phát triển. Đây chính là trận đấu giữa một chiến đội truyền thống và một chiến đội tân tiến. Lam Vũ vs Lôi Đình, cả hai đều là đội ngũ được dẫn dắt bởi các bậc thầy chiến thuật, tuy dựa trên thực lực đội viên và nhân vật, làm vũ có vẻ chiếm ưu thế hơn nhưng chiến đội lôi đỉnh có tiêu thì khâm với khả năng khiến bất cứ đội nào phải điêu đứng hai bậc thầy chiến thuật sẽ bày binh bố trận thế nào nhất định đây sẽ là một trận vô cùng hấp dẫn với những người chơi thực sự đam mê chiến thuật bách hoa vs yên vũ huyền bí vs minh thanh mỗi trận đấu đều được giới thiệu hoặc tranh luận hoặc chém gió tóm lại là náo nhiệt vô cùng điều tiếc nuối duy nhất chính là những trận này đều được sắp xếp trước khi mùa giải bắt đầu mà trong một mùa giải kiểu gì cũng xảy ra nhiều tình huống gay cấn, xuất hiện thêm những tân binh nổi bật, nhưng lại không thể vì thế mà thay đổi thứ tự đã sắp xếp trước được. Ví dụ sự cạnh tranh giữa hai cao thủ lưu manh đời cũ đời mới của Đường Hạo và Lâm Kính Ngôn, nhưng vì việc này mới bùng phát trong mùa giải. Hai người lại là đội viên chủ lực của chiến đội nhà mình, nếu biết sớm thì đã bố trí cho Bách Hoa đấu với lôi đình hôm nay rồi. Những trận quyết đấu đầy phấn khích này sẽ làm người xem phải chóng ngợp, phải xoắn quẩy. Thế nhưng lịch trình chương trình truyền hình đã công bố từ trước, hôm nay phát sóng trận đấu giữa Gia Thế và Bá Đồ. Chẳng qua chiến tích mùa giải năm nay của Gia Thế quá bèo, hai đội không còn quan hệ cạnh tranh ngang bằng nữa, tất cả đều dựa vào ân oán tích tụ từ lâu. Điểm này, Liên minh sắp xếp trước mùa giải không dự đoán được, thành thử một trận kịch tính vốn được bố trí vào Tết cũng vì thế mà nhạt đi hẳn. May là trong đợt ngôi sao cuối tuần lần trước có cú phốt giữa Tôn Tường và Hàn Văn Thanh, giúp trận đấu được chú ý không nhỏ, vậy nên trận này, ngay cả Trần Quả chả còn yêu thương gì ra thế cũng quyết định chiếu hình trực tiếp. chương 408, sự chuyển biến của Tô Mộc Tranh. Bên phía tiệm nét hưng hân, mồng bảy còn đang nghỉ, chỉ có Diệp Tu và Trần Quả trông tiệm. Đến buổi tối còn phải chuẩn bị tiếp sóng trận đấu, cũng mỗi hai người bận chạy trước chạy sau, toàn thân chảy đầy mồ hôi. May mà Trần Quả nhiều kinh nghiệm, mấy năm trước từng thử một mình làm tất cả hoạt động tương tự, biết rõ ít người sẽ rất phiền phức, nên cô đã chuẩn bị từ sớm, không chế buổi phát sóng nhưng vì từng đắc tội lũ phen cuồng ra thế hôm nay dù chiếu trận ra thế người tới xem lại không đông mấy chân quả đã không để bụng nữa giờ quả thực đã mất đi bầu không khí lúc trước song tỷ lệ chỗ ngồi cũng khá khẩm hơn nữa hôm nay vừa chuẩn bị trực tiếp trận đấu ra thế xong vài kẻ đi ngang qua cũng nháo nhào ùa vào làm ăn buôn bán quầy trước bắt buộc phải có người trông cả hai không ai chiếm được vị trí tốt bèn ngồi cùng nhau ở quầy dùng máy vi tính coi trực tiếp trận đấu luôn mc và khách mời đã bắt đầu lời giới thiệu trân trọng trước trận vì thành tích của gia thế trong mùa giải này quá tệ thế nên thời lượng trận đấu bị giảm đáng kể bấy giờ mc và khách mời đang bàn luận về trận khiêu chiến thất bại của tôn tường và hàn văn thanh trong ngôi sao cuối tuần hy vọng dùng nó quấy động cảm xúc khán giả thực tế chứng minh chọn chủ đề này nói quá chuẩn đám fan gia thế ở tiệm nét hưng hân lập tức bùng nổ đều hy vọng gia thế có thể đánh bá đồ thua thảm hại trong trận đấu hôm nay Đặc biệt là Hàn Văn Thanh của Bá Đồ, thua càng mất mặt càng tốt. Nên biết trong ngôi sao cuối tuần hôm nọ, trận thua cuộc do Tôn Tường chủ động khiêu chiến làm đám fan Gia Thế không ngẩng đầu lên được. Nhất là những khi đấu võ mồm cùng fan Bá Đồ, họ đã chịu bao lời móc xỉa vì nó, fan Gia Thế lại chẳng thể đáp trả những câu nói móc ấy. Thắng Bá Đồ một trận, kể từ sau ngôi sao cuối tuần, nó gần như trở thành khát khao lớn nhất của fan Gia Thế trong mùa giải này. Còn chuyện tiến vào tứ kết chỉ tồn tại trên giả thuyết. Fan gia thế đã ngưng hoang tưởng rồi. Một trận đấu mà người hâm mộ cực kỳ coi trọng, chắc chắn sẽ là một trận rất quan trọng với chiến đội. Trong buổi họp báo lúc trước, gia thế cũng từng biểu hiện sự tự tin và quyết tâm. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, trận đầu tiên của vòng đấu cá nhân, người ra trận của gia thế chính là Tô Mộc Tranh và Mộc Vũ Tranh Phong. Trần Quả lập tức bỏ hết mọi việc trong tay, ánh mắt lom lom nhìn trận đấu bắt đầu. Gần đây không chiếu những trận gia thế, điều tiếc nuối nhất với Trần Quả là không được xem trận đấu trực tiếp của Idol mình. Tuy cô sẽ tìm video thu hình xem lại nhiều lần sau đó, nhưng Trung Quy vẫn không sướng bằng những lần thầm cổ vũ. Hôm nay hiếm lắm mới có cơ hội, Trần Quả tất nhiên muốn cổ vũ hết mình. Ây, người đầu tiên ra trận phía ra thế chính là Tô Mộc Tranh. Nhắc mới phát hiện, từ sau ngôi sao cuối tuần, tình trạng của Tô Mộc Tranh trở nên rất xuất sắc. MC bảo, ừ, đúng đấy, khách mời đáp, có lẽ nào liên quan đến việc Diệp Thu Hiện thân dùng rồng ngẩng đầu tuyên bố bản thân nhất định sẽ quay về. MC bắt đầu hóng hớt, thật ra đang nói cho khán giả nghe. Chán hẳn vì nguyên nhân này nhỉ, nhưng nó chỉ là suy đoán của mọi người. Trong mấy cuộc phỏng vấn gần đây, Tô Mộc Tranh luôn tránh trả lời những câu tương tự. Khách mời tiếp lời, hiện đang lan truyền một tin đồn, Diệp Thu chuẩn bị tự lập một chiến đội quay về liên minh chuyên nghiệp. Nếu đúng là vậy, với quan hệ giữa Tô Mộc Tranh và Diệp Thu, cô ấy nhất định sẽ đầu quân cho đội của Diệp Thu nhỉ. Chỉ đạo lý, anh thấy thế nào? MC và khách mời hôm nay lại là Phan Lâm và Lý Nghệ Bác, hai người hiện được xem như cặp bình luận bài trùng khá nổi trong giới eSports vinh quang. Chuyện này à, Diệp Thu chỉ có thể tái xuất trong thời gian chuyển nhượng đội vào mùa đông của mùa giải năm sau, lúc đó chắc chắn không thể đưa một đội ngũ mới toanh tiến thẳng đấu loại vòng tròn được. Chuyện Diệp Thu tự lập chiến đội gia nhập vòng đấu, nếu thuận lợi thì ít nhất cũng phải vào mùa giải thứ 10. Còn hợp đồng của Tô Mộc Tranh thì sao? Trước mắt còn một năm rưỡi, đến mùa giải thứ 10 thì đúng lúc hết hạn hợp đồng luôn. Cậu thấy đó, giả thuyết này sau so thời gian không gặp cản trở gì, nhưng còn những một năm rưỡi, ngay cả chuyện Diệp Thu tự lập chiến đội cũng mới là tin đồn, chúng ta đừng nên tùy tiện kết luận. Lời phân tích của khách mời Lý Nghệ Bác rõ ràng đã thay đổi, hôm nay gã sẽ không đưa ra kết luận chắc chắn nào, lúc nói chuyện sẽ luôn chừa kẻ hở. À à, thế chúng ta hãy tập trung vào trận đấu này trước đã. Sau màn giới thiệu người lên sân và lời bình luận khai mạc ngắn ngủi, trận đầu tiên đã bắt đầu, MC Phan Lâm vội bẻ chủ đề về trận đấu. Chỉ đạo lý, anh có thấy rằng, sau ngôi sao cuối tuần, phong cách thi đấu của Tô Mộc Tranh cũng chuyển biến rất lớn không? Phong cách của khách mời Lý Nghệ Bác thay đổi, Phan Lâm thì vẫn y như trước, theo thói quen mà dẫn dắt chủ đề cho Lý Nghệ Bác tiếp lời. Về câu hỏi này, Lý Nghệ Bác lại rất tự tin, không hề né tránh, gã trả lời thẳng thừng, quả thật, Tô Mộc Tranh của quá khứ luôn tập trung vào phối hợp trong những lúc sát cánh cùng Diệp Thu. Mà mấy trận gần đây, Bất kể là solo hay đoàn đội, cô luôn tích cực chủ động, trông như một tay tấn công chính hơn. Thế chỉ đạo lý có thấy sự chuyển biến này chủ yếu bắt nguồn từ sự đột phá của chính cô ấy không? Hay từ chiến thuật mà chiến đội yêu cầu? Chuyện này rất khó nói, nhưng tôi tin bất kể tuyển thủ sử dụng đấu pháp thuộc phong cách nào, chiến thắng mãi mãi là mục tiêu theo đuổi của họ. Lý nghệ bác khéo léo lách khỏi vấn đề trên. Trần Quả trước đây rất thích nghe những câu thảo luận phân tích của đám khách mời và MC, nhưng sau vài lần nghe Diệp Tu suy đoán và giảng giải tri thức, vào thời điểm này, cô sẽ quay đầu nhìn Diệp Tu có nói gì không theo thói quen. Kết quả Diệp Tu lại chả nói gì, Trần Quả không cam lòng, đưa tay đụng đụng Diệp Tu, ê, nói gì đi chứ? Nói gì, Diệp Tu thắc mắc, họ bảo phong cách của Mộc Mộc thay đổi đó. Trần Quả và Tô Mộc Tranh đã thành bạn tốt, xưng hô cũng trở thành Mộc Mộc thân thiết. Họ nói đúng mà, quả thật thay đổi rồi. Diệp Tu nói, nếu thay đổi vậy thì sao? Đây là vấn đề mà lý nghệ bác né tránh, về phương diện cá nhân, em ấy mạnh hơn." Diệp Tu nói. "Thế hả?" Trần Quả vui vẻ, rồi nhanh chóng phát hiện Diệp Tu còn câu sau, "Vậy còn đoàn đội?" "Như họ nói thôi, từ tập trung phối hợp tác chiến trở thành người công kích chính." Diệp Tu nói. "Biến hóa này là tốt hay xấu?" Trần Quả hỏi. "Đây không phải chuyện có thể nói rõ chỉ bằng một người, còn phải xem tình hình cả đội nữa." Diệp Tu nói. "Thì cậu cứ nói tẹt ra đi." Trần Quả hối với tình hình gia thế hiện nay sự biến hóa này sẽ giúp thực lực của đội gia tăng diệp tu đáp vì sao bởi tuyển thủ hạch tâm của gia thế hiện nay là một tuyển thủ theo chủ nghĩa cá nhân đấu pháp phối hợp của tô mộc tranh trước đây không phải chỉ cần mỗi em ấy góp sức theo tiết tấu nhân vật trung tâm mà đôi bên phải phối hợp trước với nhau khi tuyển thủ hạch tâm lựa chọn cách tấn công hành động đầu tiên luôn là suy nghĩ xem nên làm thế nào để trợ thủ phát huy được hết khả năng phối hợp tôn tường chưa chắc không có năng lực này nhưng giờ cậu ta chưa ý thức được nó, nên tác dụng phối hợp của Tô Mộc Tranh bên cạnh cậu ta trở nên không tốt, chẳng bằng làm một tay DPS luôn, sức chiến đấu ngược lại có thể tăng mạnh hơn. Diệp Tu nói, tên vô dụng tôn tường, Trần Quả lập tức xem thường, cậu ta mà vô dụng thì cả liên minh này chẳng đứa nào dám xưng cao thủ đâu. Diệp Tu giờ khóc giờ cười, vô dụng chính là vô dụng Trần Quả Nguyên rủa dữ dội. Được rồi coi trận đấu trước đã, Diệp Tu đành bảo, vòng đấu cá nhân diễn ra không dài cũng không ngắn, hai bên phát huy khá tốt, sau cùng người cướp được cơ hội vẫn là Tô Mộc Tranh, giúp ra thế dẫn trước một điểm. Quá đỉnh, quá đặc sắc, Trần quả dồn hết sức vỗ tay, đúng đúng, Diệp Tu phụ hỏa, quá gượng ép, Trần quả nghe ra giọng điệu của Diệp Tu, đúng đúng, Diệp Tu ngay cả từ cũng lười sửa, Trần quả nhịn xuống xúc động đập nát ghế, chỉ hung giữ chừng mắt liếc Diệp Tu, chờ thằng này giải thích. Tôi hiểu tấm lòng ủng hộ của một fan cuồng như chị, nhưng theo chất lượng trận đấu, phản ứng của chị quả thật hơi quá diệp tu nói đứa nào cũng như chú mày coi thi đấu còn gì thú vị nữa trần quả bĩu môi thế nên tôi là dân chuyên nghiệp chị chỉ là khán giả diệp tu nói tỉnh queo trần quả lại bị nóc ao rồi trận thứ hai trận thứ ba trần quả bắt đầu xoắn suýt cô không thích đội ngũ của gia thế hiện nay nhưng trong đội lại có tuyển thủ cô thích nhất cô không biết mình nên mong gia thế thắng hay mong gia thế thua trước đó không hề xem mấy trận của gia thế miễn xoắn suýt phụ này giờ thì trơ mắt nhìn cảm xúc không biết đặt nơi nào trần quả xem đến không yên lòng trong sự buồn bực của cô gia thế thua liền hai trận trần quả nhất thời tìm thấy lập trường bèn khinh thường hai tuyển thủ vừa ra trận của gia thế một hồi thỉnh thoảng chen vài câu khen lấy khen để tuyển thủ đầu tiên tô mộc tranh sau vòng đấu cá nhân là trận đấu lôi đài tổ đội đội hình lên sân khá bình thường tuyển thủ át chủ bài của hai đội hàn văn thanh và tôn tường đảm đương trọng trách chủ tướng giữ cửa cuối cùng trận đấu nhanh chóng tiến hành hai kẻ ra thế thay phiên lên sân sau cùng không cho trần quả tìm được cơ hội khinh bỉ phát huy cực kỳ xuất sắc mỗi người không những đánh bại đối thủ còn giữ được ưu thế rất lớn vào đến trận thứ ba đấu cùng hàn văn thanh trước khi hy sinh lừng lẫy còn cố mang theo gần nửa thanh máu đại mạc cô yên của hàn văn thanh sau đó tôn tường lên sân trận quyết đấu của hai người vốn là thứ mọi người hằng mong chờ nay đại mạc cô yên của hàn văn thanh chỉ dùng nửa thanh máu ứng chiến tình thế quả thực quá xấu tôn tường vững vàng lợi dụng ưu thế ấy áp dụng đấu pháp rất hiệu quả, cuối cùng đánh bại Hàn Văn Thanh, chiếm được thắng lợi trong trận tổ đội. Chỉ đánh bại Hàn Văn Thanh còn nửa thanh máu, điều này chẳng khiến đám fan gia thế cảm thấy sung sướng khi trả thù. Trong mắt họ, Tôn Tường chỉ đang làm một chuyện mình nên làm mà thôi. Muốn mọi người chút hết nỗi bực dọc, cậu ta phải dùng nửa thanh máu đánh bại Hàn Văn Thanh đầy máu mới được. Do đó, tất cả đều đặt hy vọng vào vòng đấu đoàn đội sau cùng. Chương 409, gia thế cũng như vậy, hai hiệp đầu Bá Đồ được 2 điểm, Gia Thế giành được 3 điểm. Thế nhưng fan Gia Thế cũng chẳng vui vẻ gì, đối với Gia Thế hiện nay, chuyện tích điểm có hay không cũng vậy. Nhiều điểm cũng không thể vào vòng tứ kết, ít điểm cũng không đến mức rơi xuống hai hạng chót rồi bị loại. Fan Gia Thế chỉ muốn xem một trận so tài khiến tâm can họ rung động, một trận so tài đầy khí thế. Không cần phải thắng Bá Đồ, nhưng nhất thiết phải gây phiền phức cho Bá Đồ, phải khiến Bá Đồ gặp chút khó khăn. Với một Gia Thế không còn trông cậy vào thành tích fan của họ chỉ muốn hưởng thụ quá trình, không coi trọng kết quả. Thời gian nghỉ ngơi trước trận đấu đoàn đội luôn khá dài, mắc Phan Lâm và khách mời Lý Nghệ bác trò chuyện đôi chút về vấn đề này. Quan điểm của hai tay lão làng về tình cảnh hai đội rất rõ ràng. Trong tiệm nét hưng hân cũng đang bàn luận dần dần, bầu không khí tiếp sóng của những trận ra thế ngày trước lại tái hiện, nói thật, Trần Quả hơi hoài niệm bầu không khí này. Giờ nhìn khách hứa đoàn kết đứng về một phía ủng hộ ra thế, cô vẫn thoáng chút lưu luyến với tình cảm này. Sau 20 phút nghỉ ngơi, trận đấu đoàn đội rốt cuộc bắt đầu, hai bên đều bày ra đội hình mà họ sử dụng thành thạo nhất khi chiến đấu trong mùa giải, tiến vào trận. Tiệm nét hưng hân theo dõi trận đấu trong chốc lát đã bùng nổ, gieo hò vì chiến đội ra thế. Nhưng không ai ngờ được, từ đầu tới đuôi, trận đoàn đội này lại là một gáo nước lạnh hất vào mặt fan ra thế. Chiến đội ra thế hào hùng tiến lên trước, khiến những người hâm mộ cảm nhận được sự tự tin và ý chí chiến đấu của họ. Mà sau mấy phút hai bên giao thủ, chỉ cần là người chơi biết ít ỏi về vinh quang cũng phát hiện ra, chiến đội gia thế đang rơi vào tình thế xấu. Chiến thuật, quyết định cuộc chiến này, không phải ý chí chiến đấu, không phải tự tin, không phải kỹ thuật, không phải khả năng phát huy hay kinh nghiệm, mà là chiến thuật. Tất nhiên, người thu hút nhất trong trận không cần nói cũng biết, đó là Trương Tân Kiệt của chiến đội bá đồ. Có điều, thứ tương đối như chiến thuật không quá trực quan, nó không như thao tác đặc sắc, cứ 2-3 giây lại biểu diễn trước mặt, thoáng chốc khơi dậy sự hào hứng của khán giả. Chiến thuật mang tính nội hàm hơn, có lúc tựa như một quyển tiểu thuyết đầy tính thiết ẩn, bắt đầu bình thản, chán chán, nhưng khi những chiến thuật bày ra bắt đầu đạt thành quả, thì đó chính là khởi điểm cho cao trào. Liên tiếp công kích thành công mới có thể khiến khán giả ngẫm lại mục đích của giây phút bình thản tẻ nhạt ban đầu. Cuộc chiến này diễn ra như thế, mấy phút mở màn trông như một trận đối kháng bình thường, nhưng sau một hồi, bá đồ không ngừng chiếm lợi, cướp được thế thượng phong mà MC và khách mời từ lúc mới bắt đầu đã phân tích ý đồ tác chiến của đôi bên, giờ kết hợp thêm mấy phút đối kháng trước đấy, cả hai phân tích triệt để toàn bộ cục diện và bố cục chiến thuật. Giờ mới đặc sắc nè, Diệp Tu khen, quả thực, chân quả gật đầu, vì cô đã từ bỏ thân phận fan ra thế, lúc này không hề uể oải như đám fan, cũng rất khách quan mà hăng hái thưởng thức cách bố trí chiến thuật của Trương Tân Kiệt trong cả trận. Con sói đơn độc như tôn tường sợ nhất là loại đấu pháp tập trung tấn công thành thạo được chuẩn bị đầy đủ như này. Đừng nói là bá đổ vốn thực lực không kém ra thế, ngay cả chiến đội lôi đình, giờ cũng có thể ăn sạch ra thế của bây giờ. Diệp Tu nói, bởi vì họ có tiêu thì khâm, Trần Quả đương nhiên cũng biết tiếng tăm hiển hách của một trong bốn bậc thầy chiến thuật đỉnh nhất này. Không sai, vậy ra thế bây giờ thì sao? Còn ai am hiểu chiến thuật không? Trần Quả hỏi, vấn đề này, sợ khắp liên minh không ai có quyền lên tiếng hơn Diệp Tu. Mà chính Diệp Tu cũng trầm mặc mấy giây, rồi chậm rãi lắc đầu. Ha, quả báo, trần quả nói không nể ai gia thế vốn dĩ có bậc thầy chiến thuật diệp tu chính là một trong bốn bậc thầy chiến thuật sau khi gia thế ép diệp tu rời đi thì xảy ra nhiều chuyện đến vậy với một kẻ cực kỳ không ưa như trần quả chắc chắn sẽ rất vui mùa giải này gia thế cũng như vậy nối tiếp lời bình sau cùng của diệp tu trận đấu giữa bá đồ và gia thế chấm dứt với thắng lợi nghiêng về phía bá đồ chỉ trông mặt ngoài bá đồ kết thúc chỉ còn hai người trông khá thảm nhưng tất cả mọi người xem hết quá trình sẽ biết thảm thì thảm, nhưng là sự thê thảm đã được sắp đặt trước. Trong trận đấu đoàn đội không có màn chia điểm theo số người còn sống, nên đôi khi họ còn lấy mạng đổi mạng, kết thúc trận đấu nhanh gọn lẹ cũng là một biện pháp trực tiếp và hiệu quả. Trong buổi họp báo sau trận đấu, oan gia cố gặp nhau sao lại không đối chọi ngập mùi thuốc súng, nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi thôi. Bá đồ chỉ nói vài câu đơn giản về trận này, sau đó bàn xa xôi đến viễn cảnh và mục tiêu trong mùa giải, về kế hoạch thi đấu tứ kết của đội. Mà đó đều là những thứ gia thế không có, đám phóng viên chuyên nghiệp thạo về hiểu nghĩa bóng lập tức cảm thấy bá đồ đang nói móc gia thế không còn cùng đẳng cấp, chẳng đáng để mình nhiều lời. Mà gia thế thì, tiếng nói của kẻ thua chung quy luôn bé hơn. Gia thế lễ phép tán thưởng chiến thuật xuất sắc của bá đồ khi đấu đoàn đội, trong lúc vô tình còn ám chỉ rằng, đám kia có thể tự mình chuẩn bị chiến thuật tỉ mỉ đến vậy, hẳn vì đây là sân nhà bá đồ. Cuối cùng tiếc núi không có cơ hội đấu với bá đồ ở vòng tứ kết, mong đôi bên sẽ tặng khán giả những trận đặc sắc hơn ở mùa giải sau. Nói ngắn gọn là thế, song đủ để đám phóng viên chuyên hiểu nghĩa bóng phát hiện ẩn ý của gia thế quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Gia thế cũng thấu hiểu cảm xúc của những người hâm mộ mình lúc bấy giờ, không dám hô hào gì. Thua đã thua rồi, còn mạnh miệng cãi cùn, trông chẳng độ lượng và đẳng cấp gì cả. Tuy gia thế chưa giành được cúp trong 4 năm gần đây, nhưng vẫn còn 3 lần giật giải liên tiếp huy hoàng, trong lòng trước giờ đều xem mình là chiến đội đứng đầu liên minh vinh quang. Buổi họp báo kết thúc trong hòa bình, chương trình tiếp sóng của tiệm nét hưng hân đến đây là hết. Khán giả chán nản giải tán dần, nhìn dáng vẻ ủ rũ cúi đầu của cả bọn, Trần Quả thực sự muốn kéo họ hỏi một câu, mấy người có từng nhớ Diệp Thu không? Sau cùng Trần Quả không làm vậy, vì đương sự chân chính Diệp Thu ngồi cạnh đang cực kỳ nhàn nhã, làm cô cảm thấy bản thân nhảy ra làm chim đầu đàn chắc chắn sẽ không được đương sự cảm kích, có khi còn bị khinh bỉ. Tiễn một lượng khách lớn, Diệp Tu và Trần Quả đều ngồi chơi canh chừng ở quầy trước. Đêm nay bởi vì trận đấu mà nhộn nhịp hơn chút, sau đó việc kinh doanh trở nên bình thường. Càng khuya càng ít người, cũng không có khách mới bổ sung. Đến gần 12 giờ, trong tiệm không còn ai lên mạng. Trước sau còn có một đám nhóc chưa có chứng minh nhân dân muốn online, tất nhiên bị Trần Quả đuổi sạch. Lúc 11 giờ lại có thêm một đám thiếu niên xài sang đến thương lượng chơi thâu đêm với Trần Quả. Đối mặt vấn đề này, Trần quả quyết cứng đầu không nhường, bách độc bất xâm, không chứng minh nhân dân thì phắn, khỏi thương lượng. Đợi đến khi người khách cuối cùng rời đi, rứt khoát kéo cửa cuốn, đóng cửa. Nghỉ dài hạn vài ngày để chiêu đãi và chơi game cùng thần tượng, Trần quả cũng không theo hầu suốt đêm, nhưng giờ rất làm việc và nghỉ ngơi chuẩn mực dần bị rối loạn. 12 giờ, nếu là trước đây giờ này, cô đã lên giường ngủ mất đất, hiện tại lại tỉnh táo không chút buồn ngủ. Làm gì đây, chỉ có vinh quang, cùng Diệp Thu Thu dọn qua loa trước quầy, Hai người lại ngồi vào máy chuyên dụng chơi game, đăng nhập ID. Thế nào, gần đây có thu hoạch gì không? Diệp Tu hỏi, Trần Quả chết lặng lắc đầu, quay đầu nhìn màn hình Diệp Tu, cậu cấp mấy rồi? 49, đêm nay lên 50, Diệp Tu nói, thời khắc lịch sử cuối cùng đã tới. Trần Quả quyết tâm không ngủ đêm nay để kỷ niệm khoảnh khắc vinh quang này. Sau cấp 50 cậu định làm gì? Trần Quả hỏi, nhận rồi làm chuỗi nhiệm vụ trước, chờ người khác thăng cấp. Diệp Tu nói mất thời gian thật đấy. Trần quả thở dài, người chơi thường vì không làm nổi chuỗi nhiệm vụ nên phải thường xuyên luyện tập nhiều lần, thành thử họ cảm thấy nó cực kỳ rườm ra. Nhưng Trần quả tin chắc Diệp Tu có thể qua ngay lần đầu tiên, chắc chắn từng bước, không phải lặp lại, phần chuỗi khiêu chiến của thần chi lĩnh vực sẽ không mất nhiều thời gian. Ngược lại phần đấu trường, chờ quần chúng lên 50 thường phải mất khoảng một tháng. Giờ lại có thêm nhiệm vụ Tết âm lịch, người thường sẽ không chơi đêm chơi ngày như bọn Diệp Tu, tốc độ luyện cấp của bọn Diệp Tu không mang tính đại chúng. Theo độ hot của hoạt động này, người chơi cũng phải mất nửa tháng mới đầu quân vào nhiều. Thế thì, Diệp Tu sẽ bị chết cứng ở đây trong nửa tháng, không thể làm gì. Đêm đó, Trần Quả thật sự không ngủ, vừa làm nhiệm vụ hoạt động, vừa lưu ý thanh kinh nghiệm của quân Mạc Tiếu, rốt cuộc, cô cũng được tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử. Trong vầng sáng giạt rào sức sống, quân Mạc Tiếu hoàn hảo lên cấp 50, hơn nữa còn là người chơi đầu tiên của khu 10 lên cấp 50. Do là Tết âm lịch, phương pháp cầy suốt 24 giờ của mỗi công hội lớn cũng trở nên mất linh, chẳng bằng mấy ngày nay Diệp Tu chăm chỉ luyện cấp. Hơn nữa Trần Quả cũng không từ bỏ chuyện luyện dùm Diệp Tu, trong 7 ngày nghỉ này, quân Mạc Tiếu xứng danh người đứng đầu khu 10. Chỉ đáng tiếc là, lần này khu 10 không tổ chức đua top. Dù quân Mạc Tiếu là người đầu tiên lên 50, nhưng hệ thống cũng không thưởng gì, nó chỉ khiến một số người chơi sợ hãi tán thán mà thôi. chương 410, khiêu chiến thần chi lĩnh vực, bắt đầu. Quân mạc tiếu level 50, trừ món vũ khí bạc ô thiên cơ, những trang bị khác đều rất bình thường. Vì không nghề nghiệp, đâm ra không có đồ riêng cho nghề, trang bị trên người quân mạc tiếu toàn có theo cấp độ, thấy cái gì được là đổi sang cái ấy. Diệp thu dư sức bỏ tiền cho mấy thứ bình thường này. Thành thử giờ trên người, cấp gì kiểu dáng gì cũng có cả, đủ loại. Song đây cũng là thái độ của tất cả người chơi game dày dạn kinh nghiệm. Trước khi chưa mắc level, hiếm ai sẽ gióng chống khua chiêng kiếm đồ cho bản thân. Công hội lớn thì khác, thứ nhất là trang bị tốt, bảo đảm cho việc khiêu chiến kỷ lục phó bản, thứ hai là người đông thế mạnh, tài nguyên cũng phong phú, quá nửa không cần tiêu thụ, nội bộ phân phối tài nguyên xuống, trang bị chọn bộ cơ bản đã đủ sông pha giang hồ. Trước mắt sắp lên cấp 50, Diệp Thu thời gian dư giả, bèn không nhanh không chậm chuẩn bị nghiêm túc sắm sửa đồ nghề một phen. Không nhất thiết phải xịn quá, nhưng tỉ mỉ sắp xếp chút chút thì sức chiến đấu cấp 50 tự nhiên có thể tăng lên không ít. Quay về chủ thành, Diệp Tu bắt đầu săn lùng trong chợ. Khu 10 ra mắt chừng 2 tháng, thị trường coi như đã ổn định. Các cậu gà tổ băng băng vào game vinh quang từ lúc khu mới mở, bắn qua 2 tháng đã không còn ngờ nghịch như trước kia. Trang bị loại nào có giá trị, trang bị loại nào có công dụng đặc biệt, loại nào bình thường đã biết phân chia. Còn các vật liệu hy hữu đầy đường luôn có người giao mua, ngu cũng biết nó không phải là thứ rác rưởi. Khi Diệp Tu cầy quân mạc tiếu lên 50 xong thì đã quá rạng sáng, nhưng giao dịch trên đường vẫn rộn rã náo nhiệt. Chẳng qua phần lớn các hàng quán đều treo, giờ này mọi người đã ngủ hết, chỉ để nhân vật lại bày quán bàn hàng mà thôi. Diệp Tu đương nhiên rõ những chuyện đó, nên dạo hết con đường, thấy giá cả không hợp lý cũng không đi cò kè với người ta, vẻn vẹn chỉ chọn và coi. Nơi đây được lập dựa trên sức sản xuất của hơn hàng ngàn người chơi, có thể nói, ngoài mấy thứ chỉ có boss bản đồ xuất hiện đúng giờ rất ra, chẳng có gì là cung không đủ cầu chỉ cần kiên trì là có thể tìm được thứ mình cần ở chợ. Yêu cầu của Diệp Tu cũng không cao, cũng hiểu rõ đạo lý này, kiên nhẫn dạo quanh hết. Túi tiền cứ lần lần được mở ra, trang bị từng món được ném vào túi. Đi hết đường chợ, trang bị trên người quân mạc tiếu đã rực rỡ hẳn lên. Diệp Tu kéo bảng thuộc tính ra dòm, hài lòng gật đầu. Cả bộ đồ có gì hay ho không? Trần quả cuối cùng sắp tới hỏi, cô vẫn lẳng lặng nghĩa Diệp Tu chọn mua trang bị, mấy lần muốn mở miệng hỏi, nhưng vẫn không lên tiếng, mong trí tuệ của mình sẽ tự thấy được. Nào ngờ quan sát tới phút cuối cũng không thấy được cái chi, đành phải thỉnh giáo. Diệp Tu quay đầu nhìn Trần Quả, nói tính giá rẻ hơn. Trần Quả lại thất bại, tính giá rẻ hơn, quả là một lý do đầy tính thực tế. Trần Quả cứ tưởng là một đại thần đứng đầu, xài đồ nhất định thuộc hàng ngon nhất, mà giá cao không nhất định luôn là đồ ngon, cho nên Trần Quả không hề áp cách Diệp Tu lựa chọn trang bị về hướng đó, dù có thấy Diệp Tu mua đồ lạ rồi nảy sinh suy nghĩ này cô cũng ra sức bác bỏ ngay ai ngờ thật vậy đường đường là đại thần đứng đầu vinh quang lại đi đặt nặng vấn đề về giá trần quả cảm thấy diệp tu thật có lỗi với đống vật liệu hy hữu trong nhà kho của hắn chừng ấy là đủ hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến thần chi lĩnh vực rồi diệp tu bảo hả trần quả giật mình phản ứng kịp cậu nói tính giá cả ý là so với độ khó của nhiệm vụ à ừm um, diệp tu gật đầu nhân vật vòng một vòng trong chủ thành chỉnh chu trang bị thật tốt Nhiệm vụ khiêu chiến thần chi lĩnh vực cũng đã nhận xong xuôi. Đấu trường, chuỗi liên hoàn, nội dung hai phần, vì vậy, khi Diệp Tu đi ngang qua cửa đấu trường liền biết rằng, hiện giờ ở khu 10, chỉ mỗi mình hắn là cấp 50, còn thuận tay dẫn quân Mạc Tiếu vào dạo một vòng. Rõ ràng, đại thần cũng là người, thỉnh thoảng cũng mong chờ mấy chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Đấu trường giờ thật sự bó tay, đành phải làm chuỗi nhiệm vụ liên hoàn trước. Phần trong chuỗi nhiệm vụ cực nhiều, Bước đầu tiên là phải về thôn Tân Thủ, tìm được NPC nhận nhiệm vụ, rồi giúp ổng tìm cái ví tiền làm rơi bên dòng suối. Nhiệm vụ đáng yêu thường gặp nhường nào, nhận xong, chạy tới tọa độ người cầm nhiệm vụ chỉ, sẽ đạt được nhiệm vụ bối cảnh. Nhiệm vụ bối cảnh của thần chi lĩnh vực thực ra là mang tính chất phó bản, có điều chỉ được tiến vào một mình, nên không cần lo sẽ có ai đó tới quấy rối làm ảnh hưởng nhiệm vụ khiêu chiến của mình, càng không thể tìm kiếm sự trợ giúp từ người khác. Nhiệm vụ tìm ví tiền này chỉ đáng yêu về mặt nội dung thôi, thực tế nó chính là cửa ải khảo nghiệm thao tác nhảy của người chơi bối cảnh lập ở một dòng sông chảy xiết người chơi qua lại trên sông bằng cách nhảy lên đá lỡ chẳng may rơi xuống nước bạn sẽ bị dòng nước đẩy xuống cuối bờ ngay lập tức chỉ có thể lên bờ thử lại mà ví tiền thì chắc chắn rất trên tảng đá nào đó ở giữa sông cách xếp đá và nơi ví tiền mất đều ngẫu nhiên tổ hợp sắp xếp đủ nhiều để khiến người cố ý viết ra hướng dẫn mất hết nhẫn nại hết thảy chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân từng bước từng bước nhảy lên mày mò kiếm tìm. Nhiệm vụ này hồi trước cũng dày vò trần quả một phen, tóm xuống nước hàng tá lần, cuối cùng cũng nhặt được cái ví. Lúc này đại thần lên sân, trần quả đương nhiên muốn hóng coi, đâu ngờ rằng Diệp Tu chạy tới bối cảnh, vào tới bờ sông, hình như chẳng thèm ngó nghiêng, nhảy luôn. Không ngừng, không hề ngừng, bởi chỉ nhìn từ góc nhìn chính màn hình của Diệp Tu, trần quả càng trực quan nhận thấy được động tác Diệp Tu vừa nhanh vừa quen tay nhường nào. Hình ảnh chưa từng cố định dù chỉ một giây, góc độ chuyển mật liên tục, Trần Quả không biết hắn đang tìm ví tiền hay tìm chỗ dừng chân, nhân vật nhảy không ngừng nghỉ, Trần Quả đã hoàn toàn không rõ đây đang hướng về phía nào. Sau 3 phút, quân mạc tiếu nhảy lên bờ, nghênh ngang rời đi. Trần Quả há hốc mồm, ngơ ngác chăm chăm nhìn màn hình, một phút sau mới xác định đây là hướng chạy về thôn Tân Thủ, kinh ngạc hỏi, xong rồi hả? Xong rồi, Diệp Tu nói, ví tiền đâu? Diệp Tu nhấc mở cột vật phẩm, ví tiền là vật phẩm nhiệm vụ, kiểu chữ màu sắc đều khác, chuột di lên nhìn một cái là hiểu ngay lấy hồi nào vậy Trần Quả không phát hiện ra thật Ờ, Diệp Tu không biết miêu tả làm sao chị chẳng thấy gì hết Trần Quả nói, chị mà nói sớm thì tôi có thể từ từ làm Diệp Tu đáp, Trần Quả im lặng mãi đến khi Diệp Tu trả túi tiền tiến hành nhiệm vụ thứ hai nhiệm vụ thứ hai là chiến đấu nhưng có điều kiện giới hạn, chỉ được sử dụng công kích bình thường không được sử dụng bất kỳ kỹ năng nghề nào nhiệm vụ này hồi đó cũng khiến Trần Quả học máu hệ xạ thủ mà, công kích bình thường chỉ mỗi một cách thôi, đó là bắn xa, mặc dù bạn có thể bắn bằng các tư thế khác nhau, bắn trong lúc di chuyển, nhưng bắn chúng đối thủ là cách sát thương duy nhất. Hệ xạ thủ không chơi kỹ năng thì sẽ y như đang chơi CS. Một trận 1 một vs 100, chỉ có một mạng, chết thì làm lại, ưu đãi duy nhất là chết không phải chịu trừng phạt nào. Nếu chết trong nhiệm vụ khiêu chiến thần chi lĩnh vực mà còn bị trừng phạt, công ty vinh quang nhất định sẽ bị khủng bố tập kích. Nhiệm vụ 1 vs 100 đương nhiên cũng có cốt truyện, nhưng Diệp Tu chưa đọc đã nhanh tay nhận nhiệm vụ, đối thoại tình tiết đều bị ESC thẳng tay. Trần Quả đổi tư thế, chuẩn bị thưởng thức tiết mục trình chiếu của đại thần xong xuôi, rồi vỡ mộng nhanh chóng. Cô dạo này cũng thường xuyên xài nhân vật quân mạc tiếu, sao lại quên bén mất cái ô thiên cơ ảo lòi kia. Một nghề, vỏn vẹn một bộ công kích bình thường, nhưng tới lượt quân mạc tiếu lại có chừng 6 bộ. Hình thái ô thiên cơ biến đổi một lần chính là một bộ. Đánh xa đánh gần, đánh toàn góc độ, lẫn chắn đòn cũng có tuốt. Mục tiêu của trận 1 vs 100 này, đương nhiên không phải boss, trên thực tế, ngay cả tiểu quái cấp 70 cũng không mạnh gì mấy. Nhưng quân mạc tiếu chỉ mới cấp 50, đối mặt 100 con, xét về đẳng cấp, coi như đang đứng ở thế yếu. Xong trừ ô thiên cơ ra, Diệp Tu đương nhiên kinh hơn. Tranh lệch chút cấp có hề gì? Một lũ tôm tép, ô thiên cơ nhờ thao tác của Diệp Tu mà không ngừng biến đổi hình thái. Không như trần quả lắm lúc đổi cho đỡ buồn, mỗi hình thái diệp tu thay đổi đều có mục đích. Vũ khí sau khi biến đổi hình dạng sẽ tức khắc dùng cách thích hợp nhất công kích mục tiêu thích hợp nhất. Con số 100 trong khung thông báo nhiệm vụ góc phải màn hình đang giảm xuống không ngừng. Thanh máu của quân Mạc Tiếu cũng đang không ngừng hạ theo. Nhưng Trần Quả biết, không phải là Diệp Tu không chống nổi, hắn chỉ không để tâm tới thôi. Lượng máu của hắn đủ để tiêu diệt 100 con lâu la này, không cần chú ý nhiều. Dù sao, dư nhiều hay ít cũng không được lợi từ hệ thống bối cảnh thứ hai nhanh chóng thông qua. Trần Quả nhìn đồng hồ, so với lần cô khiếu chiến thần chi lĩnh vực thì hoàn toàn không cùng một cấp độ. Diệp Thu tiến thẳng vào bối cảnh thứ ba. Bối cảnh thứ ba cũng chiến đấu, nhưng là đấu thật, không bị hạn chế, một trọi một. Đối thủ lại là Boss, ám dạ miêu yêu, Boss ẩn ở rừng rậm cách lâm thôn tân thủ. Đương nhiên lúc này nó không còn là con cấp 10 đáng thương hồi ấy. Nếu quả thật chỉ cấp 10, thì dù là Boss ẩn, gặp người chơi cấp 70 cũng ngỏm ngay. Ám Dạ Miêu yêu giờ đã thành cấp 70, boss ẩn cấp 70, nhân vật cấp 50 đi solo, nhưng người đấu chính là cao thủ hàng đầu vinh quang. Một trận đọ sức không tầm thường.